Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 381, phi lễ, chớ nhìn. Lý Hán Minh sầm mặt xuống, nói, nhìn xem, vệ sĩ cô thuê giỏi thật đấy. Nếu cô không xử lý loại nhân viên này, tôi sẽ gọi điện cho hội đồng quản trị, để bên đó cử người qua xử lý. Nói xong, Lý Hán Minh lấy điện thoại di động ra, định thực hiện cuộc gọi. Bỗng trước mắt có thứ gì đó vụt qua, điện thoại trên tay hắn không thấy đâu cả. Trẻ con quá đấy, lớn thế này rồi mà còn chơi trò mách lẻo, anh vô dụng lắm à. Tiêu Chính Văn nghịch chiếc điện thoại vừa giật được từ tay Lý Hán Minh, trên miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Anh nói cái gì? Lý Hán Minh trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên có người dám đối đầu với hắn. Hắn tức giận nói, Đỗ Tình Tuyết, cô nhìn xem. Sao cô có thể tuyển được loại nhân viên như thế này chứ? Đủ rồi. Đỗ Tình Tuyết sầm mặt, liếc nhìn Tiêu Chính Văn rồi nói, tôi là người tuyển Tiêu Chính Văn, cũng là người phân công việc cho anh ấy. Có đuổi anh ấy đi hay không, tôi sẽ quyết định, không cần anh phải bận tâm đâu Phó Tổng Giám Đốc Lý. Tiêu Chính Văn, để điện thoại xuống, anh đi ra ngoài trước đi. Tiêu Chính Văn nhún vai, ném điện thoại di động cho Lý Hán Minh, sau đó đút hai tay vào túi quần, ung dung rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Vừa ra khỏi phòng, tiếng hét tức giận của Lý Hán Minh vang lên từ phía sau, bắt buộc phải đuổi anh ta. Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười, không chút quan tâm đến chuyện này mà thong dong đi đến khu vực nghỉ ngơi, ngồi trên sofa xem tạp chí. Nhiệm vụ của Tiêu Chính Văn ở đây vốn rất đơn giản, đó là chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Đỗ Tình Tuyết. Lúc không có việc gì, anh có thể thoải mái đi lại. Trong khu vực nghỉ ngơi, Tiêu Chính Văn nghe thấy mấy cô đồng nghiệp trong bộ phận tiếp thị thì thầm to nhỏ. Phó Tổng Giám Đốc mới của công ty đẹp trai lắm. Nghe nói anh ấy ở tỉnh đến, hơn nữa còn có quan hệ với Chủ tịch. Hình như là của em họ của vợ Chủ tịch đấy. Nghe thấy những lời này, Tiêu Chính Văn quay sang hỏi một cậu đồng nghiệp đang pha cà phê bên cạnh, Phó Tổng Giám Đốc đó mới tới đây à? Đúng vậy, vừa mới tới mấy hôm trước, do cấp trên điều tới. Cậu đồng nghiệp quay ra nhìn xung quanh, dè dặt trả lời. Vừa nói tới đây, cậu ta liền đi tới, nói nhỏ, hơn nữa, tôi còn nghe nói, vị Phó Tổng Giám Đốc Lý này được vợ chủ tịch công ty của chúng ta đích thân đưa đến đây, tôi nghe mọi người nói là để nắm quyền. Tiêu Chính Văn ừ một tiếng, gật đầu. Không lâu sau, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng khiển trách, tôi để ý tới anh lâu rồi, cả buổi sáng cứ lấm la lấm lét, không có việc gì đi làm đúng không? Có phải anh thấy mình rất rảnh rang không? Các nhân viên ở cơ sở chi nhánh đều làm việc kiểu này đấy à? Tiêu Chính Văn ngẩng mặt nhìn lên, thấy một khuôn mặt thâm trầm và quen thuộc, là Lý Hán Minh, hắn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đầy hận thù. Cố tình gây sự với mình đây mà. Tiêu Chính Văn nhếch môi cười, Phó Tổng Giám Đốc Lý, tôi không thuộc bộ phận tiếp thị. Lý Hán Minh bị sự táo tợn của anh làm cho nghẹn họng, hắn sững lại vài giây, đột nhiên nhận ra anh là vệ sĩ của Đỗ Tình Tuyết, tiếp tục khiển trách anh không phải người của bộ phận tiếp thị thì sao lại ngồi ở chỗ này. Đừng tưởng rằng phía sau anh có Đỗ Tình Tuyết, thì tôi không làm gì được anh. Đây là cơ sở chi nhánh của tập đoàn Đỗ Thị. Không phải một mình Đỗ Tình Tuyết quyết định đâu. Lời trách móc trong vài phút đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp xung quanh. Tiêu Chính Văn ngay từ đầu đã không phải là người dễ bị bắt nạt, nhất là đối với những người ra vẻ ta đây như Lý Hán Minh, anh càng chán ghét. Vì vậy, khi nghe những lời này, anh không khỏi ngoáy lỗ tai, bực mình lẩm bẩm, sao cứ như kiểu có ruồi vo ve quanh đây thế nhỉ? Anh nói cái gì đấy? Được, được lắm. Vệ sĩ của Đỗ Tình Tuyết giỏi thật. Nếu không sa thải anh, Lý Hán Minh tôi sẽ không cần làm Phó Tổng Giám Đốc của công ty này nữa. Lý Hán Minh tức giận ra mặt, nói một câu rồi quay người rời đi. Phải một lúc lâu sau, các nhân viên phòng tiếp thị mới định thần lại. Tiêu Chính Văn này đỉnh thật đấy. Anh ta dám làm trái ý Phó Tổng Giám Đốc. Ai mà chẳng biết Phó Tổng Giám Đốc được cấp trên điều xuống sẽ báo cáo khuyết điểm của nhân viên chứ? Anh ta là vệ sĩ, làm sao dám ngang ngược với Phó Tổng Giám Đốc như thế nhỉ? Anh đỉnh thật sự, em đây hâm mộ anh lắm. Cậu đồng nghiệp lúc này chìa ngón tay cái ra và tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhưng lại đang suy nghĩ một số vấn đề. Một lúc sau,
Tiêu Chính Văn nhìn Lý Hán Minh đang đi ngang qua bên ngoài văn phòng, phát hiện đối phương cũng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh, khóe miệng còn nhếch lên, lạnh lùng vô cùng. Tên này dường như vẫn không hề bỏ cuộc. Tiêu Chính Văn không muốn gây rắc rối, nhưng nếu Lý Hán Minh này không biết khó mà lui, thì đừng có trách anh. Thời gian nhàm chán lúc nào cũng trôi qua thật chậm, đến giờ tan làm, Tiêu Chính Văn bị vây quanh bởi các chị em văn phòng khi đi thang máy. Ai ai cũng nói về hành động anh hùng trước đó của anh khi một mình dám đánh lại 8 tên xã hội đen, thậm chí một cô gái đồng nghiệp còn lén nháy mắt, muốn xin số điện thoại, nhưng đều bị Tiêu Chính Văn từ chối. Anh không muốn Khương Vi Nhan hiểu lầm mình. Vừa ra khỏi cửa công ty, bỗng có một chiếc Porsche phiên bản giới hạn đỗ trước mặt anh. Là Đỗ Tình Tuyết. Cô ta hạ cửa kính xuống, đeo kính râm, lộ ra khí chất lạnh lùng, nói, lên xe. Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi tôi. Có không ít nhân viên đang tan làm, tất cả đều sững sờ. Tổng giám đốc thậm chí còn mời Tiêu Chính Văn ngồi lên xe của cô ấy. Đây là lần đầu tiên đó. Cả Tu Hà, thậm chí cả tỉnh, có người đàn ông nào không muốn lên xe của Đỗ Tình Tuyết chứ? Nhưng đã có ai thành công đâu. Mà Tiêu Chính Văn là người đầu tiên. Đỗ Tình Tuyết lạnh nhạt đáp, đi ăn cơm với tôi. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Sau cùng, anh vẫn mở cửa, lên xe. Tổng giám đốc Đỗ, chúng ta đi đâu vậy? Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng hỏi. Từ góc nhìn của Tiêu Chính Văn, đôi gò bồng căng tròn của Đỗ Tình Tuyết bị dây an toàn siết chặt, nhấp nhô, quyến rũ tới mức hai mắt anh cứ nhìn chằm chằm, suýt nữa thì phụt máu mũi, không hổ danh là đường cong tỷ lệ vàng. Trong xe, Đỗ Tình Tuyết đã cởi áo khoác từ lâu, cô mặc một chiếc áo sơ mi công sở màu trắng, do ánh sáng chiếu vào nên Tiêu Chính Văn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét mờ ảo ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. May mắn thay, năng lực tự chủ của Tiêu Chính Văn rất mạnh, anh lập tức rời mắt đi nơi khác. Phi lễ, chớ nhìn. Đến nơi thì biết, Đỗ Tình Tuyết lạnh lùng đáp. Lần trước, Tiêu Chính Văn một mình chống lại cả trăm tên côn đồ, anh đã cứu Đỗ Tình Tuyết. Khiến trái tim Đỗ Tình Tuyết rung động. Tuy nhiên, cô ta cũng hiểu rằng mình và Tiêu Chính Văn không thể đến được với nhau, cho nên gần đây cô ta cố ý tránh mặt Tiêu Chính Văn, thậm chí thái độ của cô ta đối với Tiêu Chính Văn cũng có chút thay đổi. Nhưng cho dù Đỗ Tình Tuyết cư xử lạnh lùng, chỉ có mình cô ta biết được bản thân đang bối rối tới mức nào. Tống Thiên Lỗi vốn đã đứng chờ tại khách sạn Kempinski từ lâu, lúc này nhìn thấy xe của Đỗ Tình Tuyết đỗ ở cửa. Hôm nay hắn cố ý mặc một bộ vest thẳng tắp rất ăn điểm với đường nét khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười nhàn nhạt, khi Đỗ Tình Tuyết xuống xe, khóe miệng hắn nở một nụ cười dâm đãng. Hắn đã chuẩn bị rất lâu cho đêm nay, chỉ cần có được Đỗ Tình Tuyết, hắn không tin người phụ nữ kiêu ngạo này có thể duy trì được dáng vẻ quyến rũ cao quý trước mặt hắn. Đêm nay, hắn nhất định phải chinh phục được Đỗ Tình Tuyết, người phụ nữ mà toàn bộ đàn ông ở Tu Hà, và cả ở tỉnh, đều muốn có được. Vừa nghĩ đến bộ dáng nóng bỏng ấy không ngừng gào thét cầu xin, không ngừng điên cuồng dưới người hắn, hắn liền cảm thấy chỗ nào đó lại căng cứng. Tống Thiên Lỗi chỉnh lại cà vạt, sải bước ra ngoài, khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi theo sau lưng Đỗ Tình Tuyết, khuôn mặt hắn lập tức đanh lại, khóe mắt xuất hiện vẻ lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại nhanh chóng dịu đi. Chương 382, anh chắc là muốn chuốc rượu tôi chứ? Ăn cơm thôi mà còn dắt thằng trai bao theo. Xem Tống Thiên Lỗi tôi không tồn tại hay gì. Tống Thiên Lỗi đã sắp xếp ván cờ này lâu rồi, hắn không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người cản trở Tống Thiên Lỗi không chết cũng phải tàn phế. Tống Thiên Lỗi vừa định ra đón thì một tên đàn em thân cận vội vã chạy tới, ghé sát bên tai hắn nói, thiếu gia Tống, Trình Hổ bị bắt rồi. Tống Thiên Lỗi nhíu mày, hạ giọng hỏi, sao cậu ta lại bị bắt? Bỏ đi, cứ mặc kệ cậu ta trước đã. Chuyện tối nay quan trọng hơn. Mày sắp xếp dẫn thêm nhiều đàn em tới, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót gì. Tên Trình Hổ này chỉ có phá là giỏi. Mình đã âm thầm giúp đỡ cậu ta nhiều vậy mà. Ngẫm nghĩ một lát, Tống Thiên Lỗi cố gắng kiềm chế cơn giận. Trình Hổ là người mà hắn đã sắp xếp tới gây chuyện với tập đoàn Đỗ Thị, để bữa cơm tối nay hắn có thêm nhiều con át chủ bài. Nhưng giờ thì hay rồi, thằng khốn này đã bị bắt. Sắc mặt Tống Thiên Lỗi u ám đuổi mấy tên đàn em đi, nới lỏng cà vạt trên cổ,
nở nụ cười và bước ra ngoài. Tổng giám đốc Đỗ, để cô đợi lâu rồi. Tống Thiên Lỗi đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Đỗ Tình Tuyết. Bàn tay nhỏ nhắn này hơi mát lạnh, mềm mại như không xương, da rẻ mịn màng như sữa bò. Tối nay, ông đây phải chinh phục được cô nàng này. Đè cô ta dưới người mình rồi điên cuồng chơi cô ta. Tiêu Chính Văn đứng sau lưng Đỗ Tình Tuyết, chỉ liếc mắt đã thấy sự khó chịu trên gương mặt cô ta. Có vẻ như Tổng Giám Đốc Đỗ không có hứng thú với thiếu gia của công ty Dược Lực Dương. Anh cũng đã hiểu ra, tối nay Đỗ Tình Tuyết bảo anh tới đây là để uống rượu thay. Một giây, hai giây. Tống Thiên Lỗi bị nhan sắc của Đỗ Tình Tuyết mê hoặc, nhất thời lơ đễnh, quên cả buông tay. Đỗ Tình Tuyết cau mày, vốn dĩ cô ta không muốn tới, nhưng tập đoàn Đỗ Thị và công ty Dược Lực Dương lại hợp tác với nhau, hơn nữa lần này lại là buổi đàm phán về việc triển khai nghiên cứu thuốc chống ung thư và kênh tiêu thụ do Tống Thiên Lỗi đề ra nên cô ta bắt buộc phải tới. Dạo gần đây tập đoàn Đỗ Thị đang nghiên cứu về một loại thuốc chống ung thư mới, xác suất chữa khỏi lên tới 60%. Hầu như cao gấp đôi xác suất chữa khỏi của các loại thuốc chống ung thư trên thị trường hiện nay. Có thể nói, tập đoàn Đỗ Thị đã bỏ ra số tiền lớn cực kỳ lớn để nghiên cứu loại thuốc này, trước mắt vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Một khi thành công thì không những mang lại lợi nhuận cực lớn cho tập đoàn Đỗ Thị, mà còn có nhiều khả năng thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và sẽ trở thành loại thuốc chống ung thư hiệu quả cao đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra, tập đoàn Đỗ Thị đã triển khai quy trình bảo mật tiên tiến nhất với loại thuốc này, chỉ có những người tham dự triển khai nghiên cứu, chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị và Đỗ Tình Tuyết mới biết. Ngay cả Phó Tổng Giám đốc Lý Hán Minh cũng không biết. Còn về kênh tiêu thụ của loại thuốc chống ung thư này thì công ty Dược Lực Dương đã chiếm giữ một nửa thị trường tiêu thụ Tu Hà. Do đó, trước hết Đỗ Tình Tuyết phải chuẩn bị kỹ càng. Cô ta rút tay ra, cười mỉm nói, Tổng Giám đốc Tống, chúng ta nên vào trong chứ nhỉ? Tống Thiên Lỗi cười ngượng ngùng giải thích, Tình Tuyết, hôm nay cô đẹp quá, tôi suýt nữa thì bị cô mê hoặc luôn rồi. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng. Hờ hững nói một câu, Tổng Giám Đốc Tống chưa thấy phụ nữ bao giờ à? Tống Thiên Lỗi vốn không để ý tới Tiêu Chính Văn, nên khi anh nói câu này, mặt hắn liền đanh lại, quay đầu lạnh lùng nhìn anh. Tâm trạng hắn vốn dĩ đã không vui, nghe câu sỉ nhục này của Tiêu Chính Văn, hắn giận tím mặt, trừng mắt liếc xéo Tiêu Chính Văn, nói, mày nói cái gì? Tiêu Chính Văn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm rồi nói tiếp, hay là tôi nói to thêm lần nữa nhé? Mày! Tống Thiên Lỗi nổi giận, mấy tên đàn em sau lưng hắn đều bặm trợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chỉ cần hắn ra lệnh, chắc chắn bọn chúng sẽ nhào qua xé nát miệng của thằng khốn này. Đỗ Tình Tuyết khẽ cau mày liếc Tiêu Chính Văn rồi cười nói, Tổng Giám Đốc Tống đừng để bụng, Tiêu Chính Văn là vệ sĩ mà tôi dẫn theo, anh ấy nói hơi thẳng, mong là không ảnh hưởng tới việc hợp tác giữa chúng ta. Tống Thiên Lỗi lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận lườm Tiêu Chính Văn, được. Nể mặt Tổng Giám Đốc Đỗ, tao tạm thời tha cho mày. Hắn cũng không muốn làm căng, nếu không sẽ rất khó tiến hành những kế hoạch phía sau. Trong phòng bao cực rộng lớn có ba người Tống Thiên Lỗi, Đỗ Tình Tuyết và Tiêu Chính Văn đang ngồi, xung quanh còn có bốn người trông như bảo vệ im lặng đứng yên. Tổng Giám Đốc Tống, anh muốn bàn bạc như thế nào? Đỗ Tình Tuyết là kiểu người quyết đoán, làm việc dứt khoát, cô ta vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề công việc. Tình Tuyết này, tối nay cũng không có ai khác, đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc Tống nữa, gọi tôi Thiên Lỗi là được. Tống Thiên Lỗi mỉm cười, khi nói ra lời này hắn còn không quên liếc nhìn ngực Đỗ Tình Tuyết mấy lần, sự đàn hồi, mềm mại và đầy đặn đó như muốn bày tỏ cô ta đang muốn được người khác vuốt ve. Dù chết dưới tay người đẹp, được làm quỷ cũng phong lưu. Tống Thiên Lỗi thấy rằng, tối nay có thể đè Đỗ Tình Tuyết ra rồi nắn bóp bờ ngực mềm mại đó. Người mùi thơm cơ thể đầy quyến rũ trên người cô ta thì dù cho có chết cũng đáng. Hắn đợi ngày này đã lâu rồi. Đỗ Tình Tuyết khẽ cau mày, cô ta cũng nhận ra ánh mắt của Tống Thiên Lỗi mang theo dục vọng xấu xa. Vậy anh muốn bàn bạc thế nào, cô ta lạnh lùng hỏi. Tống Thiên Lỗi đứng dậy, đưa ly rượu trắng cho Đỗ Tình Tuyết rồi đưa một ly cho Tiêu Chính Văn, cười nói, thế này đi, trước hết chúng ta uống rượu ăn cơm, chuyện hợp tác để lát rồi nói. Người có mắt vừa nhìn đã biết,
Tống Thiên Lỗi muốn chuốc say Đỗ Tình Tuyết và Tiêu Chính Văn để thuận tiện cho việc sắp xếp phía sau của hắn. Tiêu Chính Văn nhìn ly rượu đầy ắp trước mặt, ít nhất cũng cỡ 100 gram. Chút ít rượu này với Tiêu Chính Văn mà nói thì chỉ là nước lã. Anh là chủ soái Bắc Lương, tất nhiên là tửu lượng không ai sánh được. Trước đây có lần anh uống rượu, một mình anh đã khiến cho một đội binh lính phải ngã ngửa. Nhưng nếu cô nàng Đỗ Tình Tuyết này bị chuốc say thì hậu quả không thể lường được. Nụ cười Đỗ Tình Tuyết phụt tắt, lạnh lùng nói, tôi không biết uống rượu. Cô ta cũng hiểu Tống Thiên Lỗi có suy nghĩ không trong sáng với mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sao, không phải còn có Tiêu Chính Văn sao? Tống Thiên Lỗi xoay đầu cười ha hả nhìn Tiêu Chính Văn, nói chẳng phải cậu ta là vệ sĩ của cô à? Giúp cô uống là được mà. Ha ha, đấu với ông đây thì ông đây chuốc cho mày chết. Chỉ cần chuốc say Tiêu Chính Văn thì chẳng phải Đỗ Tình Tuyết sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhìn Tống Thiên Lỗi như đang nhìn tên đần độn, rồi nói anh chắc chắn muốn uống với tôi chứ? Sao thế, mày không dám à? Tống Thiên Lỗi cười khẩy tỏ vẻ giễu cợt. Đỗ Tình Tuyết hơi hối hận vì đã tham gia bữa cơm này. Cô ta đá nhẹ Tiêu Chính Văn ở dưới bàn, ánh mắt ra hiệu anh đừng bốc đồng. Mày có phải đàn ông không, là đàn ông thì uống ly này đi. Tống Thiên Lỗi rất biết nhìn sắc mặt và lời nói, lại châm chọc thêm một câu. Bị xem thường rồi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, suy nghĩ một lát rồi cố ý giả vờ lỗ mãng, cầm ly rượu rồi đột ngột đứng dậy, hét lớn, kêu cái gì mà kêu. Chẳng phải chỉ là uống rượu thôi sao, được. Tập đoàn Đỗ thì chúng tôi không thua người nào cả. Chương 383, vẫn còn cứu được. Lúc này, nhìn Tiêu Chính Văn chẳng khác gì một thằng ngốc rất dễ bị chọc tức, nâng ly rượu lên là uống cạn. Điều này khiến Tống Thiên Lỗi mừng muốn chết, vốn tưởng phải mất sức mới giải quyết được Tiêu Chính Văn, không ngờ thằng nhãi này lại dễ bị kích thích như vậy. Đúng là chiếc chiếu mới chưa trải sự đời. Sau đây mình sẽ chuốc say cậu ta. Chỉ cần thằng nhãi này mà gục thì kế hoạch của mình sẽ không ai cản được. Còn Đỗ Tình Tuyết thì, he he, Tống Thiên Lỗi đã chuẩn bị một món quà to rồi. Đỗ Tình Tuyết cuống lên, mày liễu nhíu chặt, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tiêu Chính Văn, nhưng anh chẳng nhìn cô ta lấy một cái. Mẹ kiếp, cái tên này bị làm sao thế, lẽ nào anh ấy không nhìn ra đối phương muốn chuốc say cả hai người họ sao? Sao mình lại tin cái tên này được cơ chứ? Đỗ Tình Tuyết sốt ruột, nhưng lại không thể lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể nháy mắt liên tục với Tiêu Chính Văn. Tống Thiên Lỗi giơ chiếc ly đế cao lên, uống với Tiêu Chính Văn. Cạn ly. Ha ha, tửu lượng tốt lắm. Hôm nay tôi chắc chắn phải kết bạn với người như cậu. Tống Thiên Lỗi ngoài mặt thì cười ha ha, nhưng lại rót đầy ly cho Tiêu Chính Văn, vỗ vai anh nói, tôi lớn tuổi hơn cậu, nếu cậu không chê thì gọi tôi là anh. Ly rượu này coi như anh mời cậu. Tiêu Chính Văn nhìn ly rượu trắng đầy ắp trước mặt, khuôn mặt đã nhuốm hơi men, đỏ ửng lên. Xem ra cái tên này định chuốc say mình thật. Tống Thiên Lỗi thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn thay đổi, lập tức tỏ vẻ vui mừng, tưởng rằng tửu lượng của anh rất kém, trong lòng thầm cười nhạo, tửu lượng kém như vậy còn đòi ra vẻ, đúng là không biết tự lượng sức. Nào, người anh em, ly này tôi mời cậu. Tống Thiên Lỗi nâng ly. Ngửa cổ uống cạn. Hắn là con cáo già trong giới kinh doanh, kiểu tiệc tùng nào cũng từng tham gia, nên đã luyện được bản lĩnh, uống mấy chai rượu cũng được. Huống hồ, khách sạn Kempinski này đã được cài người của hắn, nên hắn không lo tối nay Đỗ Tình Tuyết có thể chạy khỏi đây được. Tuyệt lắm, tôi mời anh Tống một ly. Vừa nãy tôi nói hơi thẳng, đắc tội với anh, mong anh Tống đừng để bụng. Tiêu Chính Văn cũng không ngốc. Anh uống với hắn là để loại bỏ sự nghi ngờ của hắn. Đỗ Tình Tuyết ngồi ở bên cạnh thì rất khó chịu, bây giờ cô ta chỉ muốn đá chết Tiêu Chính Văn cho rồi. Cô ta không ngừng đạp anh dưới gầm bàn, nhưng Tiêu Chính Văn chẳng hề quan tâm, chỉ mải xưng anh gọi em với Tống Thiên Lỗi. Tức chết mất, tức chết mất. Đỗ Tình Tuyết thầm nghĩ, chân lại đạp mạnh hơn, nhưng dường như Tiêu Chính Văn không có cảm giác, uống một ly rượu xong sảng khoải khà một tiếng, rồi ngồi xuống. Một bàn tay thò xuống gầm bàn, đặt lên đùi Đỗ Tình Tuyết. Nhỏ nhắn mềm mại, cảm giác đàn hồi khiến Tiêu Chính Văn đang có men rượu bỗng nổi cả da gà.
Người phụ nữ này thực sự từ trên xuống dưới đều ngập tràn sự hấp dẫn của người phụ nữ chín chắn trưởng thành, thảo nào ánh mắt Tống Thiên Lỗi lại để lộ dục vọng thú tính như vậy. Đột nhiên bị Tiêu Chính Văn làm vậy, cả người Đỗ Tình Tuyết cứng đờ như bị điện giật, vội vàng đưa tay muốn hất tay anh ra. Nếu để người ngoài biết đôi chân của Đỗ Tình Tuyết này từng bị đàn ông sờ mó thì sau này cô ta còn đứng trong giới kinh doanh kiểu gì nữa. Cô ta tức giận trừng mắt với Tiêu Chính Văn, đôi môi căng mọng lẩm bẩm định nói gì đó, biểu cảm như một cô gái nhỏ này lọt vào mắt Tống Thiên Lỗi, lập tức khiến trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy. Hắn chỉ muốn đẩy ngã Đỗ Tình Tuyết lên giường ngay bây giờ. Đồng thời hắn cũng nhìn ra được, mối quan hệ giữa Đỗ Tình Tuyết và thằng nhãi này chắc chắn không phải là cấp trên và cấp dưới. Có khi Đỗ Tình Tuyết đã lén lút lên giường với Tiêu Chính Văn ở sau lưng hắn rồi cũng nên. Tống Thiên Lỗi nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một luồng lửa giận không tên. Con đàn bà đê tiện. Trước mặt bố mày thì giả vờ thanh cao, sau lưng lại tình trạng ý thiếp với một thằng trai bao. Sắc mặt Tống Thiên Lỗi sầm xuống, u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Thầm nhủ trong lòng, cướp phụ nữ với bổn thiếu gia à, lát nữa tao phải khiến mày bỏ ra khỏi đây. Tống Thiên Lỗi cầm chai rượu Mao Đài lên, lại rót đầy ly cho Tiêu Chính Văn, nào, em trai, tối nay chúng ta không say không về. Được, được, Tiêu Chính Văn nâng ly lên. Sau đó là cuộc đấu rượu kéo dài nửa tiếng, Tiêu Chính Văn và Tống Thiên Lỗi cứ tôi một ly anh một ly, chẳng khác gì uống nước lã, tổng cộng đã uống hết 7 chai rượu Mao Đài. Đỗ Tình Tuyết sợ chết khiếp. Bọn họ đây là uống rượu chắc. Có thể uống như vậy sao? Không thiết sống nữa chắc. Lúc này, Tống Thiên Lỗi nâng ly rượu lên, mặt hắn đỏ bừng như phát sốt, cả người cũng choáng váng, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy dạ dày mình đang đau cồn cào, nếu còn uống nữa thì sợ là thủng dạ dày mất. Lại nhìn Tiêu Chính Văn, cứ như một người chẳng bị sao cả. Tống Thiên Lỗi không phục. Bước chân lảo đảo, vỗ vai Tiêu Chính Văn, cười lớn nói, ha ha, tốt lắm, nào, chúng ta uống tiếp. Vừa uống xong ly này, Tống Thiên Lỗi liền ngã lăn ra đất, nôn ọe không ngừng. Hắn cảm thấy dạ dày mình đau như bị dao cắt, hơn nữa còn nóng như lửa đốt. Tống Thiên Lỗi ôm bụng, vẻ mặt đau đớn kêu lên, mau, mau đưa tôi tới bệnh viện. Mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh vội vàng lao tới, dìu Tống Thiên Lỗi mặt mày đã tái xanh. Kêu than không ngừng, rời khỏi phòng bao. Ánh mắt Tiêu Chính Văn tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng thầm nói, đấu rượu với tôi à, cho anh chết. Đỗ Tình Tuyết ở bên cạnh thì đã ngây cả người. Lúc này, cô ta đứng dậy, lườm Tiêu Chính Văn, thấy anh vẫn bình thường như không, cũng không hỏi nhiều, mà giơ chân đạp cho anh một cái, tức giận nói, đây là trừng phạt vừa rồi anh sàm sỡ tôi. Tiêu Chính Văn sững sờ, trong lòng thầm nói. Cái cô này đúng là thù dai. Nhưng anh cũng không chấp, liếc nhìn vóc dáng yêu kiều hấp dẫn của Đỗ Tình Tuyết, nhất là vòng một đẫy đà kia, khiến anh không khỏi cảm thấy một luồng lửa tà ác đang dâng lên. Ôi, mấy thứ như rượu này không nên uống nhiều. Tôi đi vệ sinh lát. Tiêu Chính Văn mượn cớ rời khỏi phòng bao. Từ nhà vệ sinh đi ra, anh đi qua một phòng bao, phát hiện cửa phòng bao mở toang, trong đó có rất nhiều người, đang la hét ầm ĩ. Vô cùng hỗn loạn. Trong phòng bao có mấy người đàn ông 40, 50 tuổi đang vây quanh một ông lão có tuổi, tóc trắng như cước. Ông lão kia mặt mày trắng bệch, không còn chút máu nào, nằm ngất trên ghế. Bên cạnh ông ấy còn có một cô gái tóc dài, rất xinh đẹp, khoảng 23, 24 tuổi, tóc dài uốn lượn sóng, mắt đen như bồ câu, ngũ quan tinh xảo mang đậm nét cổ điển thanh lịch của người phương Đông, cao khoảng 1m7, đi giày cao gót. Đôi chân thon dài thẳng tắp đi tất lưới đen, vô cùng thu hút. Lúc này cô ta đang bắt mạch cho ông lão bị ngất kia, vẻ mặt nghiêm trọng. Một người đàn ông trung niên có cơ thể rắn chắc ở bên cạnh tỏ vẻ rất lo lắng, nhưng không dám làm phiền cô gái kia. Chờ cô gái kia thu tay lại, ông ta mới vội vàng hỏi, bác sĩ Tô, ông cụ sao rồi? Người đẹp kia cau mày, lắc đầu, thở dài nói, tình hình xấu lắm. Sợ là ông cụ sở không chờ được xe cứu thương đến. Người đàn ông trung niên kia sầm mặt xuống, mặt vàng như nghệ, đưa tay kéo một cấp dưới bên cạnh, gầm lên, còn không mau dục đi. Nếu lão thủ trưởng mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ hỏi tội các cậu. Được rồi, đừng làm ầm lên nữa, người đẹp kia lạnh lùng nói.
Bác sĩ Tô, cháu nhất định phải nghĩ cách, không thể để lão thủ trưởng xảy ra chuyện gì được, người đàn ông trung niên kia cuống lên nói. Xin lỗi, cháu lực bất tòng tâm. Người đẹp đáp, rồi chậm rãi cất những dụng cụ cứu chữa của mình như châm bạc. Ông cụ vẫn còn cứu được. Tiêu Chính Văn đứng phía sau đám người, đột nhiên mở miệng nói. Sau đó anh cất bước vào trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bởi vì, từ lời bàn tán của mọi người xung quanh, anh được biết ông cụ nằm dưới đất chính là một cựu chiến binh danh dự Hoa Quốc đã xuất ngũ, chiến công vang dội, thân phận cũng không thấp chút nào. Chương 384, một viên thuốc. Cậu thanh niên này là ai vậy? Lúc này, tất cả mọi người trong phòng bao đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngạc nhiên, dường như muốn biết anh là ai. Người đàn ông trung niên vốn đang tuyệt vọng kia nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, như tóm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói, chàng trai, cậu có cách thật sao? Nếu như cậu có thể cứu được lão thủ trưởng, thì cậu muốn gì tôi cũng đồng ý. Tiêu Chính Văn lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ cao thâm khó dò. Từ cuộc nói chuyện của mấy người, Tiêu Chính Văn đã biết ông cụ đang nằm dưới đất này là một nhân vật có máu mặt đến từ tỉnh. Lão thủ trưởng của Đại viện quân khu tỉnh, chiến công vang dội, từng tham gia mấy chục trận chiến lớn nhỏ, là cựu chiến binh danh dự của Hoa Quốc, lập nhiều huân chương chiến công. Hơn nữa còn là cựu chiến binh danh dự 3 sao của Hoa Quốc, từng được tiếp kiến thiên tử. Với cựu chiến binh như này, Tiêu Chính Văn không thể thấy chết mà không cứu được. Tô Mặc Như đang chuẩn bị cất châm ở bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn người đàn ông trẻ tuổi vừa xông vào, trong lòng cảm thấy không vui. Cô ta đã chắc chắn bệnh tình của ông cụ sở rồi, cho dù là hoa đà tái thế thì cũng khó mà cứu sống. Nhưng người đàn ông đột ngột xuất hiện này lại nói là có thể cứu được. Sắc mặt Tô Mặc Như hơi u ám, không phải cô ta khinh người, mà cô ta là thần y Tô ở tỉnh nổi tiếng như Cồn, cháu gái của Tô Thiên Nhân. Nhắc đến thần y Tô thì cả tỉnh có ai mà không biết. Khởi tử hồi sinh, bàn tay vàng giúp hồi xuân. Tô Mặc Như tự nhận trong lứa cùng tuổi, không ai có y thuật cao minh bằng mình cả. Có điều nếu ba vị thần y của Hoa Quốc mà ở đây, có lẽ có thể chữa trị được cho ông cụ sở. Nhưng ba vị thần y đó ai cũng là nhân vật có máu mặt. Cho dù bây giờ mời được bọn họ thì cũng không còn kịp nữa. Tô Mặc Như không nói gì, nhưng một người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai bên cạnh lại làm khó Tiêu Chính Văn, nói thằng nhãi này từ đâu đến vậy, mùi rượu nồng nặc. Đây là nơi mà anh đến được sao? Mấy người các anh còn không mau đuổi con ma men này ra ngoài đi. Dám chất vấn lời của nữ thần Mặc Như, anh tưởng anh là ai? Hiển nhiên hắn có quen biết với Tô Mặc Như, chắc là người hâm mộ của cô ta, trong lời nói tràn ngập sự yêu thích cuồng nhiệt dành cho Tô Mặc Như. Người phụ nữ cực phẩm như Tô Mặc Như thì người đàn ông nào không muốn lấy lòng chứ? Vóc dáng cao ráo nóng bỏng, thêm đôi chân dài 1 mét. Ai mà chẳng muốn ấn lên giường ôm trong lòng mỗi ngày. Hắn vừa nói xong, mọi người trong phòng bao đều bắt đầu quở trách. Con ma men này từ đâu đến vậy? Đuổi ra ngoài đi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nghĩ một lát rồi tiến lên, đặt tay mình lên cổ tay ông cụ, thấp giọng nói, mạch tượng hơi yếu, hơi thở rất nhẹ, đúng là cách cái chết không còn xa nữa. Anh vừa nói xong, cả phòng bao bỗng chốc ngột ngạt, khiến người ta không thở nổi. Tô Mặc Như khẽ nhíu mày, nhìn tư thế bắt mạch của Tiêu Chính Văn, cũng coi như người trong nghề, sự không vui trong lòng cũng dần biến mất, khẽ hỏi, vừa rồi anh bảo là anh chữa được sao? Tô Mặc Như là một người say mê y thuật, yêu thích đến phát cuồng. Lúc này, thấy Tiêu Chính Văn biết bắt mạch, lại nói rằng có thể cứu chữa, trong lòng Tô Mặc Như không khỏi dấy lên tia hy vọng. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn cô gái trước mặt, lập tức sáng mắt lên. Vãi thật! Bộ ngực này là thỏ trắng sao? Cả vóc dáng này nữa, ngực tấn công mông phòng thủ. Tô Mặc Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chính Văn, thấy hơi không vui, lạnh lùng nói, anh nhìn cái gì đấy? Tiêu Chính Văn nở nụ cười xấu hổ, lập tức thu hồi ánh mắt, nói tôi xin lỗi. Đồng thời cũng thầm chửi chính mình. Uống rượu hỏng chuyện mà. Tô Mặc Như đã nhìn quen loại đàn ông này, ánh mắt toàn là dục vọng xấu xa. Nhưng người đàn ông trước mặt lại khác, tuy có sự nóng bỏng, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, thuộc về bản năng con người. Người đàn ông đẹp trai bên cạnh Tô Mặc Như thấy Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm nữ thần của mình,
lập tức nổi giận, xông lên chửi bới, mấy người còn ngơ ra đó làm gì? Mau đuổi anh ta ra ngoài. Mấy cấp dưới mặc vest đen trong phòng bao lúc này đều nhìn sang người đàn ông trung niên trông rất có khí thế của người cấp cao. Người đàn ông trung niên hơi tức giận, cái tên hậu bối này dám khua chân múa tay với cấp dưới trước mặt mình, khiến trong lòng ông ta rất khó chịu. Nếu không vì nể mặt tiểu thần y Tô Mặc Như thì hắn đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn nhìn gã đàn ông đẹp trai kia, vòng qua Tô Mặc Như, bước chân trầm ổn bước tới trước mặt hắn. Anh làm gì đấy? Gã đàn ông đẹp trai kia sửng sốt, không khỏi lùi lại mấy bước. Bốp! Một cái tát nảy lửa, vang vọng khắp phòng bao. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Chẳng nói chẳng rằng liền đánh người. Sao anh lắm mồm thế? Tôi nói chữa được là chữa được, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Bá đạo! Lúc này, trên người Tiêu Chính Văn tỏa ra khí thế bá đạo, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Mày dám đánh tao? Tao phải ném mày xuống sông làm mồi cho cá. Gã đàn ông đẹp trai kia ngây người mấy giây mới có phản ứng, ôm gò má đỏ bừng, gào lên. Đủ rồi. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, lạnh lùng trừng mắt với hắn, khiến hắn vội vàng cúi đầu lùi lại mấy bước. Sau đó, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt tức giận, nói, chàng trai, cậu đánh người như vậy có vẻ không đúng đâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, tôi không thấy sự tôn trọng đối với cựu chiến binh Hoa Quốc trong mắt hắn. Bất kể thế nào thì cũng phải thử. Nhưng hắn lại gào thét ngông cuồng như vậy, đó là một loại gánh nặng đối với trái tim người bệnh. Sẽ khiến người bệnh chết nhanh hơn. Người đàn ông trung niên sầm mặt xuống, suy nghĩ rất lâu mới nói, nếu cậu thực sự chữa được cho ông cụ thì sẽ không ai truy cứu cậu chuyện vừa rồi. Nhưng nếu là cậu uống nhiều rượu đến đây gây chuyện thì đừng trách Lục Kiến Quốc tôi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, lấy một viên thuốc màu vàng trong ngực ra, nói, cho ông cụ này uống đi, đảm bảo ông ấy sẽ tỉnh ngay lập tức. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Một viên thuốc màu vàng mà có thể khiến ông cụ tỉnh sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên ngày càng khó coi, tỏ vẻ do dự. Cả Tô Mặc Như cũng thấy cạn lời, lắc đầu, trong lòng thầm đoán Tiêu Chính Văn là một con ma men uống rượu say rồi gây chuyện. Nếu một viên thuốc có thể khiến ông cụ Sở đã bị tuyên tử hình tỉnh lại được thì đời sau của thần Y Tô ở tỉnh nên đổi nghề thật rồi. Vớ vẩn. Lúc này, mấy người đàn ông trung niên khác ở bên cạnh cũng lên tiếng ngăn cản. Tiểu thần Y Tô cũng không dám chắc, mà cái tên này lại dám nói một viên thuốc có thể khiến lão thủ trưởng tỉnh lại. Đúng là hoang đường. Khuôn mặt Lục Kiến Quốc cũng u ám, chuyện này liên quan đến tính mạng của lão thủ trưởng, nếu lão thủ trưởng mà có mệnh hệ gì. Thì ông ta cũng khỏi ngồi cái ghế ở Tổng cục chấp pháp phân khu Đông Hải Tu Hà nữa. Đến lúc đó không đơn giản là điều động nhân sự nữa, có khi cả Tu Hà sẽ phải nghiêng trời lệch đất. Tối nay là Lục Kiến Quốc mở tiệc, mời lão thủ trưởng đến Tu Hà ăn chơi, những người có mặt đều là những nhân vật tai to mặt lớn ở Tu Hà. Nhưng ai ngờ được, vừa được nửa bữa ăn, uống được mấy ly rượu, thì lão thủ trưởng đột nhiên bị ngất. Nếu lão thủ trưởng xảy ra chuyện gì, thì Lục Kiến Quốc chết cũng không thể đền tội cho đất nước. Đây là vị tướng dựng nước, là biểu tượng danh dự quốc gia, là chiến công sống. Huân chương danh dự trên người ông ấy đính đầy cả hai bên ngực. Ha ha, lấy một viên thuốc khẻ ra mà dám nói có thể cứu người, đây không phải làm loạn thì là gì. Gã đàn ông đẹp trai vừa bị ăn tát, lúc này lại đứng ra. Hắn rất ngứa mắt cái bộ mặt ung dung bình thản của Tiêu Chính Văn. Chương 385, tỉnh thật rồi. Cho mày ra vẻ này. Lúc nữa mà biết ông cụ đang nằm trước mặt có thân phận gì, sợ là mày đái cả ra quần ấy. Trong lòng hắn thầm mỉa mai. Dù sao thuốc cũng ở đây rồi, cho uống hay không thì mọi người tự quyết. Tiêu Chính Văn cũng chẳng nhiều lời, tay nhón viên thuốc, ra hiệu đưa cho Lục Kiến Quốc xem. Đây không phải là một viên thuốc đơn giản. Mà là viên thuốc thần y tôn tư niên của Hoa Quốc mất bao tâm huyết, nghiên cứu 3 năm, luyện nấu 1 năm, mới luyện ra được. Nó là hoạt huyết đại bổ hoàn, có công hiệu hoạt khí bổ máu, khởi tử hồi sinh đối với người hấp hối vì phát bệnh đột ngột. Hơn nữa, thuốc này chỉ có tổng cộng 5 viên. Tôn tư niên giữ lại 2 viên, 3 viên còn lại thì cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn vẫn luôn mang theo thuốc này bên người, để phòng ngừa lúc cần đến. Không ngờ hôm nay lại dùng đến thật.
Vốn dĩ Tiêu Chính Văn có thể thể hiện y thuật của mình, dùng châm cứu để cứu ông cụ. Nhưng để tránh những rắc rối không cần thiết, Tiêu Chính Văn quyết định dùng viên thuốc của Tôn Tư Niên, sau này nếu có người phát hiện ra thì cũng có thể đùn đẩy hết cho ông ấy. Y thuật của Tiêu Chính Văn cũng không hề kém cạnh ba vị thần y của Hoa Quốc. Không chỉ là vua Bắc Lương, là chủ soái bất bại. Anh còn là một quân y hàng đầu trong năm chiến khu lớn của Hoa Quốc. Lúc này, Lục Kiến Quốc nhìn về phía Tô Mặc như đang trầm tư bên cạnh, hỏi, bác sĩ Tô, cháu xem thuốc này đi. Tô Mặc như lắc đầu, cô ta cũng không rõ rốt cuộc Tiêu Chính Văn có thân phận, có lai lịch gì. Một viên thuốc. Chú Lục, có lẽ viên thuốc hữu dụng thật. Tô Mặc như cũng không chắc chắn nữa. Được, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Lục Kiến Quốc cắn răng, hạ quyết tâm, nói, mau cho lão thủ trưởng uống đi. Tiêu Chính Văn cười thản nhiên, đưa viên thuốc cho người phục vụ ở bên cạnh, sau đó nhìn cô ta cho ông cụ đang bị ngất uống. Một lúc sau, cả phòng bao yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ông cụ, cứ như đang ngắm gấu trúc vậy. Tiêu Chính Văn chú ý thấy, mấy người đàn ông mặc vest đen trong phòng bao đã đứng chặn cửa ra vào và cửa sổ. Đây là đề phòng anh bỏ chạy đây mà. Ha ha, thú vị đấy. Anh chẳng hề lo lắng chút nào, ung dung tự tại ngồi trong góc, uống mấy ngụm trà. Một phút trôi qua, ông cụ vẫn chưa tỉnh lại, gã đàn ông đẹp trai kia lại nhảy ra, nắm lấy cơ hội chỉ trích, nhìn xem, đã bảo không thể tin anh ta mà. Anh ta là đồ lừa đảo. Mau bắt anh ta lại, chính anh ta hại chết ông cụ Sở. Đồng thời, hắn nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vui mừng khi người khác gặp họa, ánh mắt hiện rõ ba chữ mày toi rồi. Tiêu Chính Văn rất ghét cái tên cứ thỉnh thoảng lại nhảy ra gây sự chú ý này. Nếu như có thể thì anh thực sự rất muốn vứt hắn từ trên lầu xuống. À, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ông cụ tỉnh rồi. Trong phòng bao lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Gã đàn ông vừa rồi vẫn còn mỉa mai gây chuyện, lập tức mặt xám như cho tàn. Sao có thể thế được? Rõ ràng đã sắp tắt thở rồi cơ mà. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Khuôn mặt gã đàn ông đẹp trai kia đỏ bừng như phát sốt, nhất thời ăn nói không suy nghĩ. Bốp! Lục Kiến Quốc cũng là người tàn nhẫn, lập tức cho hắn một cái bạt tai, tức giận trừng mắt, nói câm miệng cho tôi. Cút sang bên cạnh. Sắc mặt hắn đỏ bừng, khó chịu như nuốt phải một con ruồi, lặng lẽ lùi sang bên cạnh, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt căm hận. Lúc này, Lục Kiến Quốc mới kích động súng lại, người đàn ông hơn 40 tuổi mà nước mắt nước mũi ròng ròng, lão thủ trưởng, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi. Ông lão tóc trắng như cước kia lúc này tỉnh lại, trước mặt mọi người, bỗng đứng dậy khỏi ghế, lấy tay đập vào chân, nói, ha ha ha. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy sức khỏe dồi dào như thế này. Cảm giác như cậu cũng không chạy khỏe bằng tôi ấy. Tô Mặc Như ở bên cạnh há hốc miệng, một người sắp chết được cô ta chẩn đoán là chỉ còn một hơi tàn, bây giờ bỗng đứng được trước mặt cô ta vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa nhìn khí sắc, sắc mặt ông cụ Sở hồng hào, quả thực là đã phục hồi hoàn toàn. Cô ta không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn đang ung dung ngồi trong góc, rốt cuộc cái tên này có thân phận gì nhỉ? Một viên thuốc đã chữa được rồi. Lẽ nào anh ta là người của Dược Vương Cốc? Nếu nói trên đời này, có thể dựa vào một viên thuốc để cứu được những người vô phương cứu chữa, thì chỉ có người của Dược Vương Cốc mới có thể làm được. Dược Vương Cốc chính là môn phái y dược do thần y Hoa Quốc Tôn Tư Niên sáng lập. Vị thần y tôn kia không chỉ có y thuật cao minh, được gọi là hoa đà tái thế, mà còn đưa con đường luyện thuốc lên đỉnh cao. Nên được gọi là Dược Vương Hoa Quốc. Bác sĩ Tô, cháu mau xem đi. Lục Kiến Quốc vội vàng bảo Tô Mặc Như khám lại, không phải ông ta không tin Tiêu Chính Văn, mà là chuyện này quá ly kỳ. Tô Mặc Như gật đầu, tiến lên bắt mạch cho ông cụ Sở đang hồng hào khỏe mạnh. Mạch tượng mạnh mẽ, có khi ông cụ Sở còn có thể sống được thêm 10 năm nữa. Chú Lục, theo mạch tượng thì ông cụ Sở. Tô Mặc Như không nói hết mà cố ý dừng lại một chút, ánh mắt liếc về phía Tiêu Chính Văn. Sao vậy? Lục Kiến Quốc vội vàng hỏi. Viên thuốc vừa rồi đã kéo dài tuổi thọ cho ông cụ Sở ít nhất là 10 năm. Tô Mặc Như trả lời đúng sự thực, trong lòng càng thêm tò mò về Tiêu Chính Văn, hơn nữa càng tin vào suy đoán của mình. Bố cô ta, thậm chí là cả nhà họ Tô thuộc thế gia y dược ở tỉnh,
chẳng là gì trước thần Y Tôn cả. Nếu như có thể làm quen với người của Dược Vương Cốc thì y thuật sau này của cô ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Chỉ một viên thuốc đã có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ cho ông cụ Sở, người bị ông nội cô ta đoán là không sống nổi qua năm nay. Nếu để mấy ông lão ở tỉnh biết được, sợ là sẽ phải đến một chuyến. Đến lúc đó, cả tỉnh, thậm chí cả Hoa Quốc đều phải chấn động. Sao, sao cơ, cháu nói ông có thể sống thêm 10 năm sao? Ông cụ Sở đang ngồi trên ghế, nghe Tô Mặc Như nói vậy thì kích động đứng bật dậy. 10 năm, 10 năm tuổi thọ. Tuy ông cụ Sở chinh chiến cả đời, đã nhìn quen chuyện sống chết, cũng đã nếm trọn vinh hoa phú quý, nhưng đến tầm tuổi này, ai mà chẳng muốn sống thêm mấy năm chứ? Ông ấy biết tình trạng sức khỏe mình thế nào, đến thần Y Tô ở tỉnh cũng đoán ông ấy không sống nổi qua năm nay. Vậy mà bây giờ lại có thêm 10 năm tuổi thọ. Tất cả mọi người nghe Tô Mặc Như nói, cũng đều mắt chữ A mồm chữ O. Những người có mặt đều biết 10 năm đối với ông cụ Sở, đối với tình hình ở tỉnh, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Kiến Quốc vội vàng đẩy mấy cấp dưới ra, vẻ mặt kích động bắt tay Tiêu Chính Văn, nói, chàng trai, cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp, ân huệ này không lời nào kể hết, Lục Kiến Quốc tôi đã ghi nhớ, không biết cậu tên là gì. Lục Kiến Quốc biết, cậu thanh niên trước mặt này là người có năng lực. Ông ta đã nhìn Tiêu Chính Văn với con mắt khác, cậu thanh niên này có y thuật cao siêu như vậy, ông ta nhất định phải kết giao. Ai cũng có tư tâm, nhất là những người làm trong chốn quan trường như Lục Kiến Quốc, đương nhiên ông ta biết rõ mối quan hệ lợi và hại trong đó. Tiêu Chính Văn đương nhiên biết tỏng người đàn ông trung niên tên Lục Kiến Quốc này đã nhìn chúng mình, anh cười đáp Tiêu Chính Văn. Lục Kiến Quốc gật đầu, ghi nhớ cái tên này, cười nói, tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi sẽ gọi cậu là cậu Tiêu, nếu cậu không chê thì gọi tôi anh Lục cũng được. Sau này nếu gặp chuyện gì, chỉ cần không phải là phạm pháp, thì cậu cứ gọi tôi giúp đỡ. Chương 386, rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai? Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp, được, anh Lục, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Nếu để ông ta biết mình là chủ soái Bắc Lương, sợ là cũng không dám thốt ra cái từ em trai Tiêu này. Khoan đã, cậu bạn, tôi còn chưa cảm ơn cậu, nhưng cậu Lục lại nói giúp tôi rồi. Lúc này, ông cụ Sở nở nụ cười hiền hòa, vội vàng định cúi người nói cảm ơn. Kìa ông đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tiêu Chính Văn vội vàng tiến lên, đỡ cánh tay ông cụ, đương nhiên anh sẽ không để một cựu chiến binh danh dự Hoa Quốc cúi người nói cảm ơn với anh được. Đó không phải là nguyên tắc làm người của anh. Ông cụ Sở gật đầu mỉm cười, ông ấy càng nhìn anh chàng trước mặt càng thấy yêu mến. Nhân phẩm rất tốt, kính dạ yêu trẻ, là một người đàn ông tốt. Nếu là 20, 30 năm trước, chắc chắn ông ấy sẽ kéo cậu nhóc này vào quân đội để rèn luyện. Tiêu Chính Văn nói chuyện với bọn họ mấy câu rồi rời khỏi phòng bao, đi tìm Đỗ Tình Tuyết, kết quả phát hiện cô ta đã về từ lâu. Chỉ bảo nhân viên phục vụ chuyển lời cho anh. Đúng lúc Tiêu Chính Văn chuẩn bị rời khỏi khách sạn thì ngoài cửa có một đám người lao vào. Ha ha, Tiêu Chính Văn đúng không? Cuối cùng cũng đợi được cậu, còng lại, dẫn đi. Người dẫn đầu là một tiểu đội trưởng thanh tra, vẻ mặt lạnh lùng. Buổi chiều gã nhận được điện thoại của Tống Thiên Lỗi, bảo gã sắp xếp người chờ sẵn ở cửa khách sạn Kempinski. Vừa giải quyết xong một vụ đánh nhau ẩu đả ở quán karaoke bên cạnh, Triệu Quốc Hải đã dẫn theo mấy anh em mặc thường phục qua đây. Cũng may, vừa đúng lúc. Này anh đội trưởng, tôi đã phạm tội gì vậy? Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Triệu Quốc Hải giơ chiếc còng sáng lóa trong tay, trước mặt mọi người vây xem, cười khẩy bước từng bước về phía Tiêu Chính Văn đang đút hai tay trong túi quần. Ha ha, phạm tội gì à? Gã tỏ vẻ chắc chắn sẽ bắt Tiêu Chính Văn, nói, buổi chiều, ở tập đoàn Đỗ Thị, có phải cậu đã đánh 8 người không? Đây là tội ẩu đả đánh nhau, cậu về đồn với tôi một chuyến đi, cậu yên tâm, nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi sẽ thả cậu ngay, dù gì chúng tôi cũng làm việc theo pháp luật. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, làm việc theo pháp luật. Chuyện của tập đoàn Đỗ Thị, ai chẳng biết là 8 người kia cố ý gây sự. Còn ra tay đánh bảo vệ của tập đoàn chúng tôi ra tay là tự vệ chính đáng. Sao vào miệng đội trưởng Triệu lại thành ẩu đả đánh nhau vậy? Được rồi,
bớt lắm lời đi, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu về lấy lời khai theo đúng pháp luật. Triệu Quốc Hải không phải là người không hiểu chuyện, thấy mọi người vây xem chỉ trỏ ngày càng nhiều, đương nhiên gã phải tìm lý do rồi. Nhưng gã biết, mọi người ở đây cũng không ai dám lên tiếng. Trước đó gã đã đánh tiếng với giám đốc chỗ này rồi. Đây chính là mối quan hệ và sự tự tin của gã. Một tên dân đen thôi mà, gã chỉ cần một tay là có thể bóp chết. Chờ vào đồn rồi xem cậu còn cứng miệng được không. Đội trưởng Triệu, anh đừng gán tội danh lung tung lên một người dân bình thường như tôi thế chứ, anh đã điều tra rõ ràng chưa vậy? Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi ngược lại. Người này nhìn là biết do Tống Thiên Lỗi sắp xếp. Chúng tôi điều tra rõ ràng rồi mới bắt người chứ, chúng tôi sẽ không vu oan cho bất cứ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ tên tội phạm vi phạm pháp luật nào cả. Triệu Quốc Hải nói năng hùng hồn, nếu không phải là người biết rõ nội tình thì còn tưởng gã là hóa thân của Chính Nghĩa. Nhưng Tiêu Chính Văn lại cười khẩy đáp, đội trưởng Triệu, nghe anh nói tôi thấy thật là cảm động, nhưng anh úp chậu phân này lên đầu tôi là không đúng đâu. Muốn biết chân tướng chuyện này, anh cứ đến tập đoàn Đỗ Thị tìm bừa một người hỏi là có thể điều tra rõ ràng, tại sao lại chẳng phân đúng sai đã bắt tôi đưa đi. Có phải đằng sau anh có ai sai khiến không? Tiêu Chính Văn nói rất to, những người vây xem xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Cậu láo toét, ăn nói vớ vẩn. Triệu Quốc Hải cũng cuống lên, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, giận dữ nói, chúng tôi là lính tuần. Chấp hành luật pháp công bằng là nguyên tắc của chúng tôi. Mấy lời vừa rồi cậu nói có thể khép cậu tội phỉ báng đấy. Gã được Tống Thiên Lỗi nhờ vả. Đúng nửa tiếng trước, Triệu Quốc Hải nhận được điện thoại của Tống Thiên Lỗi, muốn nhờ gã làm một chuyện, làm xong sẽ nhận được 100.000 tệ. Cũng chỉ là bắt một tên dân đen thôi mà, chuyện này Triệu Quốc Hải làm quen tay rồi. Gã chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, ghé vào tai anh nói, tốt nhất cậu ngoan ngoãn theo tôi phối hợp điều tra đi, nếu không, đến lúc vào đồn rồi tôi sẽ lột ra cậu. Tiêu Chính Văn nhìn Triệu Quốc Hải, không hề tức giận, mà còn nở nụ cười châm chọc, mang đầy ý khiêu khích. Cậu cười cái gì? Trong lòng Triệu Quốc Hải càng tức giận hơn, bởi vì gã cảm giác Tiêu Chính Văn đang cười nhạo mình. Ánh mắt anh đầy vẻ khinh thường. Tôi cười cái gì à? Nụ cười của Tiêu Chính Văn bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo rợn người, chết đến nơi rồi mà vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì. Chán sống chắc. Triệu Quốc Hải nổi giận, đang định dạy dỗ Tiêu Chính Văn một trận thì sảnh lớn khách sạn đột nhiên có một đám người bước tới. Có chuyện gì thế? Từ xa, Lục Kiến Quốc đã nhìn thấy chuyện bên này, xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, ông ta liền bước tới. Khi nhìn thấy Triệu Quốc Hải, ánh mắt ông ta tỏ vẻ không vui. Hình như trước đây lúc đi họp ông ta từng nhìn thấy người này, hơi có ấn tượng. Đám người Triệu Quốc Hải nhìn thấy người tới, trong lòng đầu tiên kinh hãi, sau đó lại vui mừng. Gã vội vàng cúi đầu khom lưng tiến lên, cung kính nói, Tổng tư lệnh Lục, sao anh lại ở đây ạ? Đây là cấp trên của cấp trên gã, là người đứng đầu Tổng cục chấp pháp phân khu Đông Hải Thu Hà. Nếu như có được sự đề bạt của ông ấy, Triệu Quốc Hải tin chắc tiền đồ của mình sẽ vô cùng sáng sủa. Đến lúc đó, gã sẽ không chỉ đơn giản là đội trưởng quản lý một khu vực. Lục Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Hải, gật đầu coi như đã biết, hỏi có chuyện gì thế? Ầm ĩ cả lên, các cậu định làm gì vậy? Ông ta cũng nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang bị vây quanh, tâm tư kín đáo nên lập tức để ý tình hình bên này. Tổng tư lệnh Lục, chúng tôi đang làm án, sắp xong rồi đây ạ. Triệu Quốc Hải vội vàng trả lời, lập tức nháy mắt với cấp dưới, dẫn cậu ta đi. Đây là cơ hội tốt để gã thể hiện trước mặt Tổng tư lệnh Lục, tuyệt đối không thể vì tên Tiêu Chính Văn này mà để xảy ra sai sót được. Cậu ấy phạm tội gì vậy? Lục Kiến Quốc nhíu mày, lúc nhìn về phía Tiêu Chính Văn, ông ta phát hiện anh chẳng có vẻ gì là lo lắng, dường như đang chờ ông ta làm gì đó. Tổng tư lệnh Lục, tên này tìm cớ gây sự. Chúng tôi dẫn về để thẩm vấn thôi ạ. Khuôn mặt Triệu Quốc Hải nở nụ cười đầy gian tà tiểu nhân, khiến người ta nhìn mà căm ghét. Lục Kiến Quốc sầm mặt xuống, quay lại hỏi, cậu em, chuyện là sao vậy? Cậu em, mọi người há hốc miệng. Nhất là Triệu Quốc Hải, lúc này gã như bị sét đánh, chỉ cảm thấy tai mình ong ong. Sao lại như thế được?
Không thể nào. Sao Tổng Tư lệnh Lục có thể quen cái tên Tiêu Chính Văn khốn kiếp này chứ? Cả người gã đổ mồ hôi lạnh như mưa, sau lưng lạnh toát, run rẩy nhìn Lục Kiến Quốc, hỏi Tổng Tư lệnh Lục, anh quen cậu ta sao? Chương 387, Tống Thiên Lỗi nổi giận. Nói thừa. Sắc mặt Lục Kiến Quốc u ám, nói cậu Tiêu là một thần y xuất chúng, đã cứu sống lão thủ trưởng của tôi. Sao cậu ấy có thể là loại người cố ý kiếm cớ gây sự như cậu nói được chứ? Cậu đã điều tra rõ ràng chưa? Cậu ta là thần y xuất chúng. Mẹ ơi, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Lúc này, trong lòng Triệu Quốc Hải như dậy sóng to gió lớn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thủ trưởng của Tổng Tư lệnh Lục là nhân vật tầm cỡ thế nào chứ? Tên Tiêu Chính Văn này sao có thể cứu được người có máu mặt như vậy được? Chỉ có mấy giây mà cả người Triệu Quốc Hải đã ướt sũng, gã biết hôm nay mình đã đụng phải bàn trông rồi. Triệu Quốc Hải dùng hai bàn tay đang run rẩy lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Gã biết, bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ cần nói một câu thôi là tiền đồ của gã sẽ tan thành mây khói. Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Triệu Quốc Hải, đương nhiên cũng biết trong lòng gã đang nghĩ gì, anh cười nói, anh Lục, chắc là đội trưởng Triệu nhầm thôi, hay là để anh ta về điều tra lại nhé. Triệu Quốc Hải nghe thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn đầy cảm kích, vội vàng nặn ra nụ cười, đáp lại, phải, chắc là chúng tôi nhầm rồi, giờ chúng tôi về điều tra lại ngay đây. Lúc này, lông mày của Lục Kiến Quốc mới giãn ra. Nhưng vẫn nhìn Triệu Quốc Hải đầy nghiêm túc, ra vẻ cấp trên, hạ lệnh, điều tra đi. Điều tra rõ ràng, chúng ta là lính tuần, không được phụ oan cho người dân, cũng không thể vì phá án mà bắt bừa một người để gán cho họ tội danh. Triệu Quốc Hải gật đầu lia lịa, nói, vâng, Tổng Tư lệnh Lục nói đúng lắm, giờ tôi đi làm ngay đây. Cậu Tiêu hài lòng rồi chứ? Lục Kiến Quốc bỗng đổi vẻ mặt khác, mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn. Trong mắt Triệu Quốc Hải thì đây mới là điều khiến gã kinh hãi hơn. Không ngờ Tổng Tư lệnh Lục lại có ý lấy lòng Tiêu Chính Văn. Đến giờ gã mới biết vừa rồi mình đã lượn qua quỷ môn quan một vòng. Tiêu Chính Văn gật đầu, khiêm tốn đáp, anh Lục cứ nói đùa, đội trưởng Triệu cũng là vì an toàn của người dân, không sao đâu. Lúc nói, anh còn cố ý liếc nhìn Triệu Quốc Hải đang đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, thấy gã đang nhìn anh với ánh mắt cảm kích. Triệu Quốc Hải thở phào nhẹ nhõm, quay đầu dẫn mấy anh em định rời khỏi khách sạn. Đội trưởng Triệu đừng vội đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Triệu Quốc Hải sững sờ, phía sau vang lên câu nói này, khiến cả người gã rùng mình. Sao thế cậu Tiêu, Lục Kiến Quốc thấy hơi khó hiểu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, Tống Thiên Lỗi có quan hệ gì với anh vậy? Triệu Quốc Hải nghe thấy thế thì hoảng hốt, hai chân cũng run lập cập. Toi rồi. Anh Tiêu, tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm rồi, tôi không quen Tống Thiên Lỗi. Khóe miệng Triệu Quốc Hải run rẩy, nuốt khan mấy ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng, nói ý của đội trưởng Triệu là muốn Tổng Tư lệnh Lục điều tra anh chứ gì. Triệu Quốc Hải nghe thấy thế thì ngẩn người, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin, anh Tiêu. Tôi sai thật rồi, tôi chỉ nhất thời hồ đồ. Lục Kiến Quốc nhìn thấy Triệu Quốc Hải như vậy thì cũng hiểu ra, lạnh lùng quát còn ngơ ra đó làm gì. Bắt cậu ta lại cho tôi, đưa về thẩm vấn. Lục Kiến Quốc nổi giận thực sự, khí thế bừng bừng, khiến mấy người mặc thường phục nhất thời không biết nên làm gì. Bên ngoài có mấy chiếc xe tuần tra kéo còi inh ỏi đến, khi chiếc còng sáng loáng còng vào cổ tay mình, Triệu Quốc Hải biết mình đã xong đời thật rồi. Tiền đồ của gã đã tan tành, thậm chí nửa đời còn lại cũng phải bóc lịch trong tù. Các lính tuần vừa đến áp giải Triệu Quốc Hải lên xe rồi mà Lục Kiến Quốc vẫn chưa nguôi giận, ông ta nói mấy câu với Tiêu Chính Văn rồi rời đi. Đã đến lúc thay đổi vị trí của vài người ở Tổng cục chấp pháp phân khu Đông Hải ở Tu Hà rồi. Tiêu Chính Văn cũng không ở lại nữa mà rời đi. Ở Bệnh viện Nhân dân Tu Hà. Vô dụng, một lũ vô dụng. Tôi nuôi các cậu để làm cái gì hả? Tống Thiên Lỗi nằm trong phòng bệnh đơn, đang gầm thét vào điện thoại. Mấy cấp dưới xung quanh đều cúi đầu đứng bên cạnh không dám ho he tiếng nào. Tối nay, tôi muốn cậu ta phải gãy tay gãy chân, bây giờ cậu sắp xếp người qua đó đi.
Ngay và luôn. Tống Thiên Lỗi tức giận đập chiếc điện thoại xuống đất, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, vẻ mặt u ám. Chết tiệt, đến Triệu Quốc Hải cũng bị bắt rồi. Toàn một lũ ăn hại. Trong lòng Tống Thiên Lỗi bừng bừng lửa giận, bao sắp xếp dành cho Tiêu Chính Văn tối hôm nay đều công cốc. Không làm gì được Đỗ Tình Tuyết thì đã đành, bản thân hắn còn phải nằm viện nữa. Tiêu Chính Văn, bố mày nhất định phải khiến mày sống không bằng chết. Tống Thiên Lỗi nện nắm đấm lên giường bệnh, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng đáng sợ. Hắn đã điều tra được, tên Tiêu Chính Văn này còn là một thằng ở rể bám váy đàn bà. Đáng ghét, đúng là đáng ghét. Hắn đường đường là tổng giám đốc của công ty Dược Lực Dương, đại thiếu gia nhà họ Tống ở Tu Hà, vậy mà còn thua một thằng ở rể. Tiêu Chính Văn rời khỏi khách sạn, mới đi được mấy bước, định gọi xe trở về nhà. Ánh đèn đầu đường sáng rực, dòng xe nườm nượp, đằng sau lưng anh cách đó không xa, có mấy tên côn đồ đang đứng ở đầu đường hút thuốc. Chúng vứt đầu lọc thuốc, lấy chân dẫm lên, sau đó lén lút bám theo. Bóng đêm bao trùm, Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, bước đi không mục đích, mấy tên côn đồ cũng bám sát theo sau. Bọn chúng đang quan sát, đang nhìn mọi người xung quanh. Nhưng lại không hề biết Tiêu Chính Văn đang nở nụ cười lạnh lùng. Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh đã biết có một đám người đang bám đuôi, chỉ là anh vẫn tỏ ra bình thản. Xem ra có người không muốn để anh sống yên ổn, vậy thì đừng trách anh. Mới đi được mấy bước, mấy tên côn đồ phía sau Tiêu Chính Văn thấy anh rẽ vào một con ngõ tối tăm, chúng lập tức vui mừng, đưa mắt nhìn nhau. Hai tên đi theo Tiêu Chính Văn vào ngõ, còn hai tên canh ngoài ngõ hút thuốc. Tên dẫn đầu có hình xăm một cái đầu ưng ở cổ. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn trước mặt, rồi quay đầu nhìn đầu ngõ, thấy anh em ra hiệu mới chậm rãi rút con dao gấp ở thắt lưng ra. Chỉ cần đâm thằng nhãi này là có thể lấy được 50.000 tệ. Trong lòng hắn thầm mừng, không ngờ chuyện lần này lại dễ dàng đến thế. Một thằng nhãi trẻ tuổi nhìn có vẻ gió thổi là bay, số tiền này dễ kiếm quá. Hắn nắm chặt con dao gấp, mũi dao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong con ngõ tối tăm. Đột nhiên Tiêu Chính Văn xoay người lại, tỏ vẻ vô tội nhìn người đàn ông đang cầm dao sau lưng mình, anh giả vờ không nhìn thấy con dao trong tay hắn, cười hỏi, người anh em, anh cũng vào đây đi tiểu à? Gã đàn ông xăm mình bị cú xoay người đột ngột của Tiêu Chính Văn làm cho giật nảy mình, hắn nhíu mày, tay cầm con dao gấp, đột nhiên nổi cáu tiểu cái đầu mày ấy. Đi chết đi! Khuôn mặt gã đàn ông xăm mình tỏ vẻ dữ tợn, trong mắt hắn. Tiêu Chính Văn chẳng khác gì một xác chết. Là 50.000 tệ. Tiêu Chính Văn nhìn gã đàn ông xăm mình khí thế hung hãn, bất lực lắc đầu, vòng cánh tay lên. Bốp! Một tiếng động lớn vang lên. Cái tát của Tiêu Chính Văn và khuôn mặt gã đàn ông xăm mình tiếp xúc thân mật với nhau. Gã đàn ông xăm mình bị chiếc bạt tai này làm cho lăn một vòng 360 độ dưới đất. Mày dám đánh tao? Hắn khó khăn lắm mới dừng lại được, đầu óc choáng váng chỉ vào Tiêu Chính Văn gầm lên. Chương 388, Tống Tiền. Có gì mà không dám chứ? Cứ thử xem nào. Tiêu Chính Văn tuét miệng cười nói, sau đó lại vung một cái bạt tai nữa. Gã đàn ông xăm mình còn chưa nhìn rõ đối phương ra tay thế nào, đã cảm thấy mặt mình như bị tấm thép va mạnh vào, sau đó cơ thể mất khống chế xoay vòng. Đâu chỉ có thế. Hai tay Tiêu Chính Văn cùng xòe ra, cả con ngõ tối tăm vang lên tiếng bốp 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 không dứt. Cho đến khi tát mệt rồi, Tiêu Chính Văn mới dừng tay lại. Anh cũng không muốn đánh chết. Đối phó với loại người bình thường này thì anh cũng có chừng mực. Lúc này, gã đàn ông xăm mình chẳng khác gì cái đầu heo, miệng phun máu tươi, đầu óc choáng váng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lẩm bẩm gì đó. Tiêu Chính Văn đánh xong, lại đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tên còn lại đang đứng nép vào góc tường không dám động đậy. Đại ca tha mạng. Tên này sợ đến mức quỳ luôn xuống đất, bò tới trước chân Tiêu Chính Văn. Gã cũng không ngờ đại ca của mình lại bị người đàn ông cao gầy trước mặt này đánh cho mấy bạt tai lăn quay ra đất, cái vả nào cũng đánh như đánh quân thù. Mẹ kiếp, tên này đúng là một người tàn nhẫn. Bây giờ gã thấy hơi nghi ngờ cuộc đời, rốt cuộc ai mới là côn đồ đây? Tiêu Chính Văn mỉm cười, ánh mắt bắn ra sự lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt này khiến đối phương run rẩy rụt lại, vô cùng sợ hãi.
Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, hay là mày tự vả đi, 100 cái nhé. Hả? Tên kia càng thấy tuyệt vọng hơn, 100 cái. Thế chẳng phải gã cũng thành đầu heo giống đại ca sao? Đại ca, anh đừng đùa nữa được không? 10 cái nhé, gã hỏi. Tiêu Chính Văn lắc đầu, nói rất nghiêm túc, không được, không giảm giá, nếu mày thấy nhiều thì tao giúp mày nhé. Đừng đừng đừng, tôi vả, tôi vả. Tên này vừa nghe Tiêu Chính Văn muốn đích thân ra tay thì lắc đầu như chống bỏi. Bốp, bốp. Cùng với tiếng bốp bốp rất có tiết tấu trong con ngõ, Tiêu Chính Văn lại nhìn hai người ở đầu ngõ. Hai tên này đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, sợ đến mức đứng ngây người tại chỗ, đã ướt cả quần, điếu thuốc ngậm ở miệng cũng đã cháy được một nửa. Thấy Tiêu Chính Văn nhìn qua, bọn chúng hét lên thảm thiết rồi co giò bỏ chạy. Tiêu Chính Văn bất lực nhún vai, phun ra một câu, đồ nhát chết. Tao hỏi mày một câu, ai cử chúng mày tới? Sau đó, ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm hai người quỳ dưới đất, hỏi. Tên kia gò má đã sưng đỏ lên, lúng túng trả lời, là thiếu gia Tống, anh ta nói đánh anh tàn phế thì chúng tôi sẽ nhận được 50.000 tệ. Gã không dám giấu giếm điều gì. Tiêu Chính Văn nhíu mày, biết ngay đây là trò của Tống Thiên Lỗi. Xem ra phải tìm cơ hội cho cái tên Tống Thiên Lỗi này một trận mới được. Ra khỏi con ngõ, Tiêu Chính Văn chờ một chiếc xe bus đi qua gần nhà, vừa lên xe được lúc thì có 7-8 tên đầu chọc cũng lên theo, tên nào tên nấy cơ bắp cuồn cuộn, để trần cánh tay. Bọn chúng vừa lên xe, mọi người trên xe đều sợ hãi đứng dậy, chen về phía trước. Anh gà, chính là hắn. Chính hắn đánh anh chó. Đằng sau 7-8 tên đầu chọc là một gã nhìn rất quen mắt, chỉ vào Tiêu Chính Văn ngồi cuối xe hét lên. Tiêu Chính Văn nhìn một cái là biết đây là cứu binh mà mấy tên côn đồ vừa nãy gọi đến, liền lạnh lùng nói, vừa rồi mày chưa bị đánh nhỉ. Gã đầu chọc tên là anh gà kia cao 1m8, người béo núc ních chẳng khác gì con lợn, vẻ mặt dâm tà. Gã quan sát Tiêu Chính Văn, nói với anh em bên cạnh, là hắn à. Dạo này thằng chó có vẻ yếu nhỉ, hay là tao không nhấc nổi dao nữa, nhìn cái tay cái chân khẳng khiu kia đi. Thế mà chúng mày cũng không làm gì được sao? Tên đàn em tỏ vẻ oan ức, đáp anh gà, không phải thế đâu ạ, nhìn thằng nhãi này yếu ớt như đàn bà con gái thế thôi, chứ ra tay cũng mạnh lắm. Anh gà mất kiên nhẫn đẩy gã sang bên cạnh, đặt mông ngồi xuống hàng ghế trước mặt Tiêu Chính Văn, chậc chậc mấy tiếng rồi cười lạnh lùng, oát con, nghe nói mày đánh anh em của tao, nếu tao không dạy cho mày một bài học thì sau này tao khỏi làm ăn ở Tu Hà này nữa. Nhưng nhìn chân tay mày như que củi thế này, chắc là cũng không chịu được đòn. Hay là thế này đi, bây giờ mày quỳ xuống, dập đầu mấy cái với các anh em, gọi là ông nội, rồi bỏ 100.000 tệ ra đây, coi như tiền viện phí, mày thấy sao? Tiêu Chính Văn vẫn không nói gì, nhìn gã như nhìn một thằng ngu, cười đáp, tao thấy trả ra sao cả, hay là thế này đi, bọn mày đưa tao 100.000 tệ, rồi tao sẽ không đánh chúng mày. Mày thấy sao? Mày nói gì cơ? Anh gà sửng sốt, tưởng tai mình có vấn đề, cái thằng oát này đúng là vênh váo quá thể. Mấy đàn em phía sau gã sau khi có phản ứng liền giận dữ nói, anh gà, thằng oát này coi thường anh, cho hắn một trận đi. Mẹ kiếp, mày chán sống à? Anh gà cũng nổi giận đùng đùng, gã là đại ca ở đây, trước giờ chỉ có gã bắt nạt người khác, từ bao giờ có người dám đái cả lên đầu gã thế này chứ? Gã đạp một phát về phía thắt lưng của Tiêu Chính Văn. Nếu cú đạp này mà trúng, Tiêu Chính Văn không sống dở chết dở thì cũng tàn phế. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, người vẫn bất động, nhưng chân phải đã giơ ra, đá vào khớp chân còn lại của anh gà. Rắc! Cả khoang xe chỉ nghe thấy tiếng xương gãy vang lên. Anh gà hét lên thảm thiết, ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn trên gò má. A, chân của tao! Háng của tao. Cả người anh gà đau đến mức run rẩy, vừa ôm đầu gối chân trái, vừa ôm chỗ háng vừa kêu rắc một tiếng. Bây giờ gã cảm thấy háng của mình như đã rách toạc, đau khủng khiếp. Mấy tên đàn em phía sau anh gà, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ không thốt nên lời, tên nào cũng há hốc miệng. Sửng sốt một lúc lâu, bọn chúng mới có phản ứng, vội vàng tiến lên đỡ anh gà dậy, còn không quên chỉ vào Tiêu Chính Văn. Tức giận nói, mày dám đá anh gà của bọn tao, mày muốn chết à?
Tiêu Chính Văn cười ha hả, vẫn ngồi tại chỗ, dáng vẻ chúng mày làm gì được tao nào. Anh nhìn anh gà đang xoắn hai chân lại, vẻ mặt đau đớn, cười nói, sao thế anh gà? Hay là cân nhắc những gì tôi vừa nói xem? Bây giờ anh gà khóc không ra nước mắt, nỗi đau ở háng cộng với nỗi đau ở đầu gối, khiến gã muốn chết luôn cho rồi. Gã không ngờ lại gặp phải một kẻ tàn nhẫn như vậy ở khu vực của mình. Cân nhắc cái đầu mày ấy, các anh em, xử hắn cho tao. Anh gà gào lên, vẻ mặt u ám độc địa. Bỗng chốc có 5-6 tên đầu chọc để trần cánh tay xông lên. Anh gà không tin, bố mày có nhiều người như vậy chẳng lẽ không xử được một mình mày chắc. Tiêu Chính Văn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, khiến 5-6 tên đầu chọc đang bừng bừng khí thế lao tới bỗng khựng lại. Bọn chúng không ai dám bước lên một bước, sợ mình lại giống như anh gà. Còn chờ cái gì nữa? Xử cho tao. Anh gà ở phía sau gào lên. Chương 389, cách ngày đại hôn 10 ngày nữa. 5-6 tên đầu chọc đưa mắt nhìn nhau, miệng la hét ầm ĩ, có kẻ giơ nắm đấm, có kẻ đạp chân, tất cả đều muốn đánh vào đầu của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhếch mép, tung ra một bạt tai mang theo luồng gió. Bốp 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 bốp. Động tác của anh quá nhanh. Những người khác vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên mặt 5-6 tên đầu chọc đều in hẳn những dấu tay đỏ như máu, có kẻ nằm dưới sàn xe, có kẻ ngã vào ghế sau xe, có kẻ lại bị vắt ngược lên thanh ngang. Ồ, đánh không nhẹ. Tiêu Chính Văn phủi tay, bước từng bước về phía anh gà đã sớm bị dọa hồn bay phách lạc, nói với giọng điệu lạnh như băng, anh gà, suy nghĩ thế nào rồi? Anh gà lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn mấy người anh em đang nằm bò dưới đất, vội vàng nói, được. Được được. Chỉ cần người anh em đây tha cho bọn tôi thì sao cũng được. Bây giờ muốn gã làm gì gã cũng chịu. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Anh gà cuống quýt kêu gọi đàn em, mấy tên đầu chọc thô kệch với những vết hằn đỏ như máu trên mặt tụ tập lại một chỗ, gom tiền lại cũng được vài nghìn tệ. Anh gà cầm lấy vài nghìn tệ, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, đưa cho Tiêu Chính Văn lắp bắp nói anh, bọn em không mang nhiều tiền, chỗ này có đủ không? Thành thật mà nói, gã cũng chột dạ, chỉ sợ Tiêu Chính Văn không vui cái sẽ đạp gãy chân mình luôn. Cảnh tượng này thực sự đã khiến những hành khách khác trên xe sợ hãi, bọn họ cho rằng Tiêu Chính Văn còn trẻ như vậy chắc chắn toi rồi, kết quả đám côn đồ này lại gom tiền để xin tha, thật không thể tin được. Tiêu Chính Văn liếc nhìn vài nghìn tệ nhăn nhúm, lạnh lùng nói, anh gà à, anh là kẻ ăn mày sao? Anh gà nghe xong, cơ thể run rẩy. Phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, anh, em sai rồi, trên em có mẹ già 80 tuổi, dưới có vợ nhỏ, cầu xin anh tha cho em một con đường sống đi. Em về lấy thêm tiền, được không? Gã quỳ như vậy khiến những tên đầu chọc kia cũng quỳ theo. Bọn chúng thực sự cảm thấy ấm ức, bình thường đều là bọn chúng ức hiếp người khác, đòi tiền người khác, thậm chí họ còn phải cầu xin bọn chúng tha chết, nhưng lần này lại ngược lại. Bọn chúng cảm thấy người đàn ông trước mắt mới là côn đồ, còn bọn chúng là những người dân lương thiện, giống như thỏ trắng đợi người tới làm thịt. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ, rồi thẳng thừng từ chối, không được. Anh không tin mấy tên này chỉ có chút tiền như vậy. Cuối cùng, mấy người anh gà gom góp được 100.000 tệ đưa cho Tiêu Chính Văn mới coi như thoát được một kiếp. Tiêu Chính Văn cầm lấy 100.000 tệ dọa dẫm này, nhất thời không biết nên làm thế nào. Vốn dĩ chỉ nói chơi thôi, không ngờ thực sự có được 100.000 tệ. Cuối cùng, anh cho số tiền đó vào thẻ ngân hàng, chuẩn bị tìm cơ hội đưa cho Khương Vi Nhan. Lúc anh quay về nhà thì thấy Nana đã ngủ say. Khương Vi Nhan đang ngủ gật trên ghế sofa, đợi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thấy cảnh này, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng bước đến ngắm nhìn Khương Vi Nhan ngủ gật dưới ánh đèn. Không hổ danh là người phụ nữ mình yêu. Ngay cả khi ngủ gật mà vẫn đẹp như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn cúi người, nhẹ nhàng ôm Khương Vi Nhan lên như kiểu công chúa, bế thẳng vào phòng ngủ. Sau đó, anh ngắm nhìn Khương Vi Nhan và Nana ngủ say, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa rồi đi ra ngoài sân nhỏ ngắm nhìn những ngôi sao trên trời đêm, đôi mắt sáng ngời. 10 ngày sau là ngày tổ chức hôn lễ của anh và Khương Vi Nhan. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn gọi cho Long Nhất một cuộc điện thoại, hỏi, hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi?
Long Nhất cung kính đáp, chủ soái, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ chỉ đợi váy cưới của đại sư Bàng, ông ấy cũng đã tập hợp nhân lực của mình ngày đêm hoàn thiện, chắc là trước hôn lễ một ngày, váy cưới sẽ được mang tới. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, còn tình hình bên nhà họ Viên thế nào rồi, điều tra được những gì? Nhắc đến nhà họ Viên, trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên sát khí. Nhà họ Viên là một trong bốn gia tộc lớn. Chủ soái. Đầu bên kia điện thoại, giọng Long Nhất trở nên nghiêm trọng và do dự hỏi, tin tức về nhà họ Viên, chúng tôi thu thập được quá ít, và lại nhân lực cũng không đủ, chúng ta cách Bắc Lương hàng nghìn km, rất nhiều chuyện không thể tự mình hành động. Vì vậy, tôi quyết định quay về Long Kinh một chuyến, đích thân điều tra. Tiêu Chính Văn im lặng một lúc, rồi nói, được. Anh quay về Long Kinh và Bắc Lương một chuyến, phụ trách việc điều tra nhà họ Viên. Bất kể là ai, nếu dám ngăn cản, giết không tha. Ngoài ra, để Long Nhị, Long Tứ và Long Lục trở về Tu Hà. Còn nữa, ngày diễn ra hôn lễ, 300.000 tướng sĩ Bắc Lương, 8 vị Long Tướng, 3.000 cường giả Điện Thiên Thánh, đều phải có mặt ở Tu Hà, tham dự hôn lễ của tôi. Đặc biệt là bốn chiến khu lớn, gửi thiệp mời tới bốn chủ soái cùng đến tham dự. Bên phía Long Các ở Long Kinh và Thiên Tử Các, tôi sẽ đích thân đi mời. Tiêu Chính Văn nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh. Vâng, chủ soái. Long Nhất kích động, nhanh chóng trả lời. Hôn lễ của chủ soái nhất định là quốc hôn khiến cả Hoa Quốc phải kinh ngạc. Năm chiến khu lớn cùng nhau chúc mừng. Cả nước cùng nhau xem buổi lễ phát sóng trực tiếp. Đây là chuyện vinh quang thế nào chứ? Ngày tiếp theo, mới sáng sớm Tiêu Chính Văn đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Alo, xin chào, ai vậy? Tiêu Chính Văn hỏi. Xin chào, anh là Tiêu Chính Văn phải không? Tôi là Tô Mặc Như, anh có rảnh không? Tôi muốn hẹn gặp anh. Một giọng nói dịu dàng và trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia. Tiêu Chính Văn nghe thấy giọng nói yểu điệu này thì toàn thân liền nổi da gà. Anh ngẫm nghĩ lại mới nhớ, hóa ra cô Tô Mặc Như là vị bác sĩ Tô mà anh đã gặp tại khách sạn Kempinski tối qua. Sao cô ấy lại có số điện thoại của mình nhỉ? Tiêu Chính Văn hỏi với vẻ hơi cảnh giác, bác sĩ Tô, mới sáng sớm cô tìm tôi có việc gì vậy? Tôi lát nữa còn phải làm việc. Giọng nói của Tô Mặc Như rất dễ nghe, âm điệu trong trẻo nói, vậy buổi tối anh rảnh không? Tiêu Chính Văn xoa đầu, một người đẹp hẹn gặp mình, lại còn vào buổi tối, muốn làm gì vậy? Rảnh, Tiêu Chính Văn đồng ý nói. Đầu bên kia rõ ràng Tô Mặc Như rất vui vẻ, cười hi hi nói, vậy thì cứ như thế nhé, buổi tối tôi qua đón anh làm việc ở đâu? Tập đoàn Đỗ Thị, Tiêu Chính Văn đáp. Cúp điện thoại, Tiêu Chính Văn đưa Nana đến trường, sau đó đến tập đoàn Đỗ Thị. Những cô gái ở quầy lễ tân đều tránh mặt Tiêu Chính Văn, ngay cả khi anh chào hỏi xong cũng vội vội vàng vàng tránh mặt. Tiêu Chính Văn khó hiểu, bất lực nhún vai. Lại có chuyện gì xảy ra à? Sau khi anh đến phòng marketing, những nhân viên ở phòng marketing vốn dĩ còn đang vui vẻ cười nói chúc mừng lấy được chỉ tiêu, thấy Tiêu Chính Văn bước vào liền sửng sốt hồi lâu, sau đó tự mình về vị trí làm việc, không ai nói gì thêm, coi anh như người ngoài. Cả bộ phận marketing đang rất bí bách. Nguyên nhân bởi vì Tiêu Chính Văn là vệ sĩ của Đỗ Tình Tuyết, không có khu làm việc đặc biệt, nên tạm thời được xếp vào một vị trí trống trong phòng marketing. Tiêu Chính Văn ngồi vào chỗ của mình, nhìn quanh một lúc nhưng vẫn không hiểu chuyện gì, bất lực lắc đầu. Anh Tiêu, anh vẫn còn dám đến đây làm việc ư? Trương Sở Sở đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn, lén lút nhìn về phía cửa văn phòng, giống như đang phòng xem có ai đó tiến vào hay không. Đây là người bạn mà Tiêu Chính Văn mới quen biết ở công ty, rất giỏi buôn chuyện. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu, cau mày nói, sao vậy? Trương Sở Sở vội vàng đi vòng quanh bàn, ghé tai Tiêu Chính Văn nói nhỏ, anh Tiêu, tôi khuyên anh nên từ chức đi. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Phó Tổng Giám Đốc sắp sa thải anh, đã ra thông báo rồi, nói ai dám bắt chuyện với anh, đều bị sa thải. Lý Hán Minh. Tiêu Chính Văn cau mày, vừa định nói gì đó. Đột nhiên có hai người tiến vào cổng công ty. Tiêu Chính Văn, sao anh còn ngồi đây? Lý Hán Minh cười giễu cợt, đứng trước cửa, vẻ mặt hài hước nhìn anh, nói, còn anh nữa Trương Sở Sở, anh đang làm gì vậy?
Đến giờ làm việc không đi làm việc đi còn ở đấy mà lượn đi lượn lại. Anh cũng muốn bị sa thải sao? Chương 390, người đẹp hoàn mỹ. Không phải đâu phó tổng giám đốc, tôi đang. Mặt Trương Sở Sở đầy vẻ hoảng sợ, muốn giải thích, nhưng lại bị Lý Hán Minh ngắt lời. Không phải gì mà không phải, tôi thấy là anh không muốn làm việc thì có. Ánh mắt Lý Hán Minh hết sức u ám, đi làm không lo làm đàng hoàng, chỉ biết lượn đi lượn lại khắp nơi, hai người đều bị đuổi việc. Tiêu Chính Văn vẫn ngồi yên tại chỗ, lúc này sắc mặt tối sầm lại, đứng dậy nói, phó tổng giám đốc Lý, không cần thiết phải vì tôi mà nhắm vào người khác, người anh muốn đuổi chẳng qua là tôi thôi mà, không liên quan đến Trương Sở Sở. Anh Tiêu, Trương Sở Sở hơi cảm động, lau đi khóe mắt ướt đẫm. Anh là cái thá gì, còn dám trả giá với tôi? Lý Hán Minh gào lên giận dữ. Tiêu Chính Văn vỗ vai Trương Sở Sở, sau đó xoay người, khóe miệng nhếch lạnh lùng, phó tổng giám đốc Lý, không phải anh muốn đuổi tôi sao? Ha ha, nhưng tôi cứ không đi đấy, chuyện này tổng giám đốc Đỗ có biết không? Soạt, nhân viên của cả phòng marketing đều ngơ ngác. Tiêu Chính Văn lại dám nói chuyện như vậy với phó tổng giám đốc Lý sao? Anh thật sự không muốn làm nữa ư? Lẽ nào anh không biết những tin đồn của phó tổng giám đốc Lý và tổng giám đốc Đỗ sao? Lúc này lại còn nhắc đến tổng giám đốc Đỗ. Lý Hán Minh cũng khẽ run rẩy, bắp thịt trên gương mặt co rút, mang theo vẻ giận dữ, anh nói cái gì? Tôi là phó tổng giám đốc của công ty, tôi còn không được đuổi một nhân viên nhỏ bé như anh à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, hờ hững nói, anh cũng biết anh là phó à, tôi là vệ sĩ mà tổng giám đốc Đỗ đích thân bổ nhiệm đó. Anh nói gì? Lý Hán Minh tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên, hỗn xược. Tôi là phó tổng giám đốc, còn không quản được anh à. Nhân viên không tôn trọng lãnh đạo như anh, tập đoàn Đỗ Thị của chúng tôi chắc chắn không cần. Tôi không tin Đỗ Tình Tuyết sẽ tuyển một vệ sĩ coi trời bằng vung như anh. Tiếng cãi vã bên này đã truyền đến văn phòng của tổng giám đốc. Càn quấy. Chân mày lá liễu của Đỗ Tình Tuyết nhíu lại, bước trên giày cao gót, lộc cộc đến phòng marketing. Kết quả, cảnh tượng trước mắt khiến Đỗ Tình Tuyết kinh hãi. Tiêu Chính Văn giơ quả đấm vung về phía mặt Lý Hán Minh. Dừng tay. Đỗ Tình Tuyết hét lên đầy vẻ lo sợ. Quả đấm này giáng xuống vậy thì nguy rồi. Hai người làm gì vậy? Cô ta bước nhanh đến trước mặt hai người Tiêu Chính Văn, hung hăng liếc nhìn anh. Được lắm, được lắm. Lý Hán Minh tức đến mức toàn thân run rẩy, lại bị khí thế thể hiện trên người Tiêu Chính Văn vừa nãy dọa sợ. Hắn nới lỏng cà vạt của mình, vẻ mặt nham hiểm, tổng giám đốc Đỗ, đây là nhân viên tốt cô tuyển đó. Cô cũng nhìn thấy rồi, ngay cả cấp trên của mình cũng dám đánh thì anh ta còn chuyện gì mà không dám làm nữa chứ. Đỗ Tình Tuyết cũng rất đau đầu. Xoay người qua lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính Văn hé miệng, nhún vai, nói một cách vô tội, tôi cũng không biết đắc tội phó tổng giám đốc Lý ở chỗ nào, anh ta nói muốn đuổi tôi, còn nói nhân sự của công ty đều do anh ta sắp xếp, anh ta muốn đuổi ai thì đuổi, căn bản không đến lượt tổng giám đốc Đỗ cô gật đầu. Ai mà không biết mách lẻo chứ? Đỗ Tình Tuyết vừa nghe, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lùng. Nghiêng đầu trợn mắt nhìn Lý Hán Minh, phó tổng giám đốc Lý, thật sao? Được, thằng kia, anh đợi đó cho tôi. Lý Hán Minh biết hôm nay hết kịch hay rồi, hất tay một cái giận dữ dẫn trợ lý rời đi. Tiêu Chính Văn nhếch miệng, vẫy tay nói, phó tổng giám đốc Lý, tôi ở phòng marketing luôn chào đón anh đến đây bất cứ lúc nào. Anh vừa dứt lời, liền cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chăm chú. Đỗ Tình Tuyết liếc xéo anh. Cảnh cáo Tiêu Chính Văn, mặc dù anh là vệ sĩ tôi tuyển, nhưng tôi hy vọng ở công ty anh tự giải quyết ổn thỏa. Đừng vì anh là người của tôi, thì có thể không tôn trọng cấp trên như vậy. Nói xong, Đỗ Tình Tuyết liền bỏ đi. Bây giờ cô ta rất đau đầu. Bởi vì đã đắc tội với Tống Thiên Lỗi của công ty Dược Lực Dương, mới sáng sớm hôm nay, công ty Dược Lực Dương đã gọi điện đến, hủy bỏ hợp tác đã định sẵn ban đầu. Buổi chiều, Đỗ Tình Tuyết còn phải đến công ty Dược Lực Dương một chuyến, bàn lại chuyện hợp tác với Tống Thiên Lỗi. Tiêu Chính Văn nhìn thân hình gợi cảm của Đỗ Tình Tuyết chăm chú, ánh mắt suýt chút nữa là không thể dứt ra được. Hừ, phụ nữ.
tổng giám đốc lạnh lùng này xem ra không dễ sống hòa hợp như trong tưởng tượng. 10 phút sau, trợ lý tổng giám đốc có thân hình nóng bỏng An An đến phòng marketing, hôm nay cô ta mặc váy dài màu xanh nhạt, đôi chân ngọc dài thẳng tắp nhẵn bóng như sữa bò. Nhất là cặp đùi ở trong áo sơ mi nhô ra đầy đặn, khiến người khác nảy lên suy nghĩ vớ vẩn, lúc bước đi còn rung rung khiến đồng nghiệp nam trong phòng marketing đều không thở nổi. Cô ta vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn ngồi ở cửa nghịch bút, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Cô ta ôm tài liệu, chạy thật nhanh lướt qua bên cạnh Tiêu Chính Văn. Tâm tư của các cô gái luôn rất khó đoán. Cũng không biết An An này đang xấu hổ cái gì. Không lâu sau, hai người phụ nữ đi ra từ phòng làm việc của trưởng phòng marketing, mỗi người đều khiến người khác thần hồn điên đảo. Một trong hai người đó đương nhiên là An An, người còn lại thì khác. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã cảm thấy trước mắt sáng rực. Dáng người đó quả thật quá nóng bỏng, bộ ngực đầy đặn dường như có thể căng rách áo bất cứ lúc nào, vô cùng mê hoặc. Nhất là bộ phận phía sau rất màu mỡ, tỷ lệ vô cùng đẹp, toàn thân trên dưới đều như chín mọng nước. Trước nhô sau vỉnh, mỗi chỗ trên cơ thể đều đầy tính đàn hồi săn chắc, đặc biệt là đôi chân dài, vớ đen quấn mỏng, còn mê người hơn chân người mẫu quốc tế. Người phụ nữ này là ai? Tiêu Chính Văn hơi ngơ ngác, thật sự không ngờ tập đoàn Đỗ Thị không chỉ có hai người đẹp là Đỗ Tình Tuyết và An An. Thì ra phòng marketing còn che giấu một người phụ nữ thành thục như thế. Tiêu Chính Văn thấy người phụ nữ quyến rũ kia và An An đi lướt qua bên cạnh mình. Dáng người hoàn mỹ. Đây hoàn toàn là một người phụ nữ vóc dáng chuẩn, tuyệt đối là người đẹp cực phẩm. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa dễ chịu tỏa ra từ cô gái này, khiến đồng nghiệp nam trong văn phòng đều đầy vẻ si mê đắm đuối. Không bao lâu, trưởng phòng marketing Triệu Mẫn đã quay lại, bước đi vội vã trên giày cao gót, trước ngực nặng trịch, khiến ánh mắt Tiêu Chính Văn không nhịn được mà dừng lại mấy giây. May mà trong lòng Tiêu Chính Văn chỉ có Khương Vi Nhan. Nhìn thêm một chút chỉ xuất phát từ yêu thích của đàn ông, không có ý đồ khác. Này, anh Tiêu! Anh nhìn gì thế? Lúc này Trương Sở Sở bên cạnh đẩy cánh tay Tiêu Chính Văn hỏi. Anh quen thân với trưởng phòng marketing à? Tiêu Chính Văn nhìn bóng dáng dần xa kia, phía sau vỉnh lên đẩy đà nở nang. Đúng là một yêu tinh. Trương Sở Sở nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chính Văn, nhếch miệng bộ dạng nhiều chuyện, sao thế, anh thích trưởng phòng của chúng tôi rồi à? Tiêu Chính Văn liếc nhìn anh ta, phủ nhận, không có, chỉ là lần đầu thấy. Hơi tò mò thôi. Trương Sở Sở mỉm cười, bày ra ý anh hiểu tôi hiểu mọi người đều hiểu, nói, đó là Triệu Mẫn, trưởng phòng marketing, là một người phụ nữ mạnh mẽ, năng lực nghiệp vụ cao, rất được tổng giám đốc và chủ tịch tỉnh yêu mến. Đừng thấy cô ấy mặc gợi cảm như vậy mà lầm tưởng, tính tình khí chất lạnh lùng lắm đấy, với người với việc đều rất lạnh nhạt, lúc tám chuyện mọi người đều gọi cô ấy là người đẹp lạnh lùng. Người đẹp lạnh lùng. Đây không phải là giống với Tổng Giám Đốc Đỗ sao? Tiêu Chính Văn thuận miệng nói. Trương Sở Sở vội làm động tác tay ra hiệu đừng lên tiếng. Anh Tiêu này, câu này chúng ta có thể nói riêng, nhưng tuyệt đối đừng nói trong công ty, nhất là khi Tổng Giám Đốc ở đây. Lúc Tiêu Chính Văn và Trương Sở Sở tám chuyện, một mùi hương xộc thẳng vào mũi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn sang một người phụ nữ bước vào cửa. Người phụ nữ này ăn mặc lả lơi. Trang điểm lòe loẹt, mặc váy ôm mông, một cặp ngực to chật ních như chỉ sợ người khác không biết đến dáng người của cô ta. Anh Tiêu, tôi thấy hình như là tới tìm anh đó. Đương nhiên Trương Sở Sở cũng nhìn thấy người phụ nữ sắc mặt u ám, không khỏi rụt cổ. Người phụ nữ này là có cái nổi tiếng trong công ty, rất đanh đá chua ngoa. Hơn nữa, cô ta người phụ nữ Lý Hán Minh đưa đến. Lúc tám chuyện riêng tư mọi người đều nói. Cô ta là người tình của Lý Hán Minh. Chương 391, xin lỗi anh ấy đi. Hà Thục Tuệ khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ đi tới, nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, anh chính là Tiêu Chính Văn à? Tiêu Chính Văn cau mày, liếc mắt nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy trước mặt. Trang điểm đậm như vậy mà nhìn mới chỉ chấm được 7 điểm. Nếu tẩy trang thì không biết còn dọa người ta sợ đến mức nào. Thân hình cô ta cũng khá thon thả, không biết sao Lý Hàn Minh lại có thể thích người phụ nữ như vậy. Tôi đây, có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn thờ ơ hỏi lại.
Hà Thục Tuệ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó mắng nhiếc, anh chỉ là một tên vệ sĩ nhỏ nhoi, có tư cách gì đối đầu với Phó Tổng Giám Đốc Lý chứ? Anh có biết là chỉ cần Phó Tổng Giám Đốc Lý nói một câu thôi là có thể sa thải anh không hả? Anh ấy có thể dí chết anh như dí chết một con kiến. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, lập tức xin lỗi Phó Tổng Giám Đốc Lý trước mặt toàn thể mọi người trong công ty. Nếu không, tôi có cách khiến anh chết chắc. Nghe thấy những lời này, nhân viên trong phòng marketing nhìn nhau, tránh ra xa, giả bộ như đang làm việc, nhưng thật ra là đang cố hóng hớt xem náo nhiệt. Một số người thậm chí còn lén lút lấy điện thoại ra quay video, gửi vào nhóm chat của công ty. Lúc đầu Trương Sở Sở cũng muốn đi ra chỗ khác, nhưng sau khi suy nghĩ, anh ta lại đi đến nói xin lỗi, Giám đốc Hà, anh Tiêu là người mới, số lần đến công ty làm việc còn ít, giữa anh ấy và Phó Tổng Giám Đốc Lý nhất định là có hiểu lầm nào đó. Hơn nữa, anh Tiêu là người của Tổng Giám Đốc Đỗ, nếu bảo anh ấy xin lỗi trước mặt mọi người, vậy chẳng phải tát vào mặt Tổng Giám Đốc Đỗ sao? Như vậy, không hay lắm. Anh ta vừa dứt lời. Hà Thục Tuệ giơ tay lên tát thẳng vào mặt Trương Sở Sở, nhướng mày mắng nhiếc, Trương Sở Sở, ở đây có việc của anh sao? Anh không soi gương xem bản thân là cái thứ gì à? Có tư cách gì mà sai bảo tôi chứ? Anh chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong phòng marketing mà thôi, cẩn thận đấy, không lại tự dẫn lửa thiêu thân. Lời cảnh cáo này khiến Trương Sở Sở vô cùng ấm ức, ôm mặt, liếc nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lặng lẽ lùi ra phía sau. Anh ta vốn chỉ là một nhân vật nhỏ trong công ty, nếu như vì ra mặt cho người khác mà mất bát cơm thì tổn thất quá lớn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, liếc nhìn khuôn mặt hối lỗi của Trương Sở Sở, rồi liếc xéo Hà Thục Tuệ bằng ánh mắt lạnh tanh. Sau đó, Tiêu Chính Văn đứng dậy, thu lại vẻ cợt nhả, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, chỉ vào Trương Sở Sở, lạnh lùng nói với Hà Thục Tuệ, tôi muốn cô xin lỗi Trương Sở Sở. Soạt. Một câu nói khiến toàn bộ nhân viên chấn động, mọi người đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Trời ơi! Bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Tiêu Chính Văn lại dám yêu cầu Hà Thục Tuệ xin lỗi Trương Sở Sở. Điên rồi sao? Tiêu Chính Văn không biết Hà Thục Tuệ là ai à? Đó là người tình của Phó Tổng Giám Đốc Lý đấy. Là người vừa vào công ty, đã đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Phòng Kinh doanh. Trương Sở Sở cũng sững sờ, vội vàng chạy lại, kéo Tiêu Chính Văn, nói anh Tiêu, đừng làm vậy, tôi không sao. Chúng ta đừng đắc tội với người ta, đắc tội không nổi đâu. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại bình thản vỗ nhẹ lên vai Trương Sở Sở, hỏi, Trương Sở Sở, tôi hỏi anh, làm người quan trọng nhất là điều gì? Trương Sở Sở sững sờ, mãi một lúc sau vẫn không trả lời. Tôn nghiêm, Tiêu Chính Văn nói, khí thế bùng phát. Trương Sở Sở, mặc dù anh chỉ là một nhân viên nhỏ trong tập đoàn Đỗ Thị, nhưng anh cũng có tôn nghiêm. Anh cam tâm bị một người phụ nữ xấu xí không biết tôn trọng người khác như vậy ức hiếp sao? Câu này của Tiêu Chính Văn đập thẳng vào ngực Trương Sở Sở một nhát búa. Đúng vậy. Anh ta là con người, mặc dù địa vị không cao nhưng cũng là con người. Cũng phải có tôn nghiêm. Bị người phụ nữ như Hà Thục Tuệ ức hiếp, sao Trương Sở Sở có thể cam tâm được đây? Nhưng không cam tâm thì có thể làm gì chứ? Anh ta chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi, vẫn phải dựa vào công việc này để kiếm sống. Anh Tiêu, thôi bỏ đi, chúng ta chỉ là nhân viên quèn, đắc tội không nổi đâu, Trương Sở Sở đấu tranh tư tưởng hồi lâu sau mới lên tiếng. Vừa dứt lời, Hà Thục Tuệ liền cười nhạo, nói, ha ha, Tiêu Chính Văn, anh nghe rõ chưa? Ngay cả Trương Sở Sở còn hiểu đạo lý này, sao anh lại không hiểu thế? Tôi là giám đốc phòng kinh doanh, còn anh chỉ là một tên vệ sĩ quèn mà cũng dám đắc tội với tôi, còn bảo tôi xin lỗi một tên nhân viên quèn sao? Anh đang nằm mơ à? Cho dù tôi xin lỗi thì anh ta cũng dám nhận sao? Nếu anh ta dám nhận thì ngày mai anh ta sẽ phải cút ra khỏi công ty, anh có tin không? Đối mặt với giọng điệu chua ngoa kiêu ngạo của Hà Thục Tuệ, lông mày Tiêu Chính Văn nhíu nhặt. Anh vỗ vai Trương Sở Sở, đương nhiên hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Anh gọi tôi một tiếng anh Tiêu, thì không có lý gì tôi để người khác ức hiếp anh. Tiêu Chính Văn cười nhạt, sau đó quay người. Bốp! Đột nhiên, Tiêu Chính Văn giơ tay tát vào mặt Hà Thục Tuệ một bạt tai. Cả văn phòng chết lặng, không gian lặng ngắt như tờ.
mọi người trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn dám đánh Hà Thục Tuệ. Trời ơi! Chuyện gì vậy? Hà Thục Tuệ cũng chết lặng, lúc cô ta phản ứng lại thì bên má đã sưng tấy và đỏ ửng lên. Cô ta ôm chặt má mình, ánh mắt kinh hãi chỉ vào Tiêu Chính Văn, điên cuồng gào mồm lên, anh dám đánh tôi. Có gì mà không dám chứ? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, cái tát đầu tiên này là vì cô sỉ nhục Trương Sở Sở. Bất kỳ nhân viên nào, kể cả là nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng có tôn nghiêm. Cô là giám đốc thì càng nên hiểu điều đó. Mặc dù địa vị của bọn họ thấp nhưng bọn họ cũng là một phần của công ty này. Cô kiêu căng coi thường người khác như vậy thật đáng đánh. Nghe vậy, những nhân viên trong văn phòng cũng tán thành. Đúng vậy. Mặc dù địa vị của bọn họ thấp nhưng cũng là một phần của tập đoàn Đỗ Thị. Dựa vào đâu mà bọn họ phải chịu sự sỉ nhục và khinh thường của người khác chứ? Trong phút chốc, rất nhiều nhân viên thường ngày bị Hà Thục Tuệ gây khó dễ nhìn chằm chằm Hà Thục Tuệ bằng ánh mắt nảy lửa, ước gì bọn họ là Tiêu Chính Văn để chính tay tát cô ta. Trương Sở Sở càng cảm động hơn, nước mắt lưng tròng. Không ngờ, anh Tiêu lại thực sự giúp mình. Hà Thục Tuệ nổi giận, vừa định mở miệng thì Tiêu Chính Văn lại tát thêm cái nữa. Bốp! Mọi người lại kinh ngạc. Lúc này, cả hai bên má của Hà Thục Tuệ đều sưng vù lên. Cô ta bật khóc, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, điên cuồng hét lớn, anh chết chắc rồi. Nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ thờ ơ đáp, cái tát thứ hai này là đánh thay cho Tổng Giám Đốc Đỗ. Một tập đoàn lớn như tập đoàn Đỗ Thị mà lại có một nhân viên vô đạo đức như cô, nếu truyền tin ra ngoài thì thật mất mặt. Hà Thục Tuệ hoàn toàn tức giận, dậm chân chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, mắng chửi, anh chờ đấy. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh sẽ phải trả giá vì hành động này. Nói xong, Hà Thục Tuệ quay người rời đi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, Giám đốc Hà, đừng đi vội vậy chứ, có phải cô quên gì đó rồi không? Câu nói này khiến Hà Thục Tuệ sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt cay đắng, nói anh muốn làm gì? Xin lỗi Trương Sở Sở đi. Tiêu Chính Văn bình thản nói, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo. Khí thế vô cùng đáng sợ, dường như có thể khiến trời đất rung chuyển. Chương 392, rốt cuộc anh ấy là ai? Hà Thục Tuệ bị khí thế của Tiêu Chính Văn dọa cho sợ mất vía. Sắc mặt cô ta đỏ bừng, hết sức tức giận, hét lớn, không. Tôi không thể nào xin lỗi tên vô dụng này được. Thế à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, anh bước tới, xắn tay áo. Nhìn thấy cảnh này. Hà Thục Tuệ sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, cô ta lùi lại, tiếp tục hét, anh định làm gì? Tiêu Chính Văn khịt mũi lạnh lùng, nói, xin lỗi vì lời nói và hành động vừa rồi của cô. Nghe vậy, Hà Thục Tuệ gần như phát điên, gào to Tiêu Chính Văn. Anh điên rồi à, tôi là giám đốc phòng kinh doanh mà anh bắt tôi đi xin lỗi một nhân viên cấp thấp. Anh định gây khó dễ cho tôi tới cùng đấy à? Tôi cố ý làm thế đấy thì sao? Trong mắt tôi chỉ có hai chữ, đạo lý, mà thôi. Xin lỗi ngay. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói, anh đã ép Hà Thục Tuệ đến mức không còn đường đi nữa, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ ngút trời. Hà Thục Tuệ bị kẹt trong một góc, không tiến cũng không lui được, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Nghĩ một hồi, cô ta chỉ đành cam chịu, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Sở Sở đang đứng ở bên kia. Lạnh lùng nói, tôi xin lỗi. Ngay khi lời này vang lên, toàn bộ nhân viên khu văn phòng đều kinh ngạc. Hà Thục Tuệ thực sự xin lỗi Trương Sở Sở. Tuy rằng thái độ của cô ta không tốt lắm, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hà Thục Tuệ cúi đầu trước người khác. Tuy trong lòng Trương Sở Sở vừa cảm thấy hoảng sợ vừa rất cảm động, nhưng anh ta lại càng lo lắng hơn. Anh Tiêu vì mình mà sẵn sàng đắc tội Hà Thục Tuệ. Hai mắt Trương Sở Sở ửng đỏ, lập tức bước lên phía trước, kéo Tiêu Chính Văn, nói, anh Tiêu, đủ rồi, anh thả cô ta đi đi. Lúc này Tiêu Chính Văn mới thu lại khí thế của mình, sau đó thản nhiên ngồi xuống. Hà Thục Tuệ dương nanh múa vuốt, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn cùng Trương Sở Sở, dậm mạnh chân, uy hiếp, Tiêu Chính Văn, Trương Sở Sở, hai người chờ đấy cho tôi. Tôi nhất định sẽ không tha cho hai người đâu. Chừng nào còn ở trong công ty này, tôi còn có cách đối phó. Xì sao?
Mọi người hít sâu một hơi, ai nấy đều biết rằng Hà Thục Tuệ đã ghim Tiêu Chính Văn và Trương Sở Sở. Đa số mọi người đều tỏ vẻ thông cảm, trong khi có một số thì hả hê. Ha ha, chọc ai thì không chọc, lại đi khiêu khích giám đốc Hà. Một thằng là vệ sĩ, một thằng là nhân viên quèn, công ty này làm gì còn chỗ đứng cho bọn họ nữa chứ? Nói ít thôi, tôi nghĩ Tiêu Chính Văn làm đúng rồi. Mỗi người chúng ta đều có tôn nghiêm mà, tôi ủng hộ anh ta. Các nhân viên xung quanh đang xì xào bàn tán. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt liếc nhìn Hà Thục Tuệ, nói, lúc nào cũng được. Ngay giây tiếp theo, Hà Thục Tuệ quay người, lắc đôi mông đầy đặn của cô ta rời khỏi đây. Tiêu Chính Văn ngồi xuống với Trương Sở Sở, anh ta vẫn còn đang bàng hoàng, tay chân vẫn đang run rẩy, trên trán túa ra mồ hôi lạnh như mưa. Anh Tiêu, hay là chúng ta từ chức đi, đắc tội Hà Thục Tuệ, chúng ta không có chỗ đứng trong công ty này nữa đâu. Trương Sở Sở đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra lời này. Ở đây không có chỗ nào chứa chấp anh ta, thì anh ta tự tìm chỗ khác cho mình. Đã đắc tội với giám đốc thì đổi công ty luôn vậy. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại vỗ nhẹ vào vai Trương Sở Sở, nói, đừng lo lắng, anh cứ làm việc chăm chỉ đi, không ai có thể sa thải anh. Nếu anh thực sự không muốn làm, tôi sẽ giới thiệu cho anh một công việc khác. Thật sao? Gương mặt Trương Sở Sở lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Tiêu Chính Văn nhướng mày gật đầu. Anh nghĩ Trương Sở Sở là người tốt, nếu tập đoàn Đỗ thì không cần, tập đoàn Na Nhan của anh có thể tuyển anh ta. Lúc này, trợ lý tổng giám đốc An An đột nhiên xuất hiện ở phòng marketing, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên trong khu văn phòng. Đẹp quá! Trông cô ta trong sáng, ngây thơ thật đấy. Đây là đối tượng được tất cả nhân viên nam trong công ty ngưỡng mộ và siêu lòng. Đồng thời cũng là đối tượng khiến tất cả các nhân viên nữ phải đố kỵ, ganh ghét. An An lúc này đỏ mặt, đi tới chỗ Tiêu Chính Văn đang trò chuyện cùng Trương Sở Sở, nói nhỏ Tiêu Chính Văn, Tổng Giám Đốc Đỗ mời anh tới văn phòng. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày, sau đó anh bắt gặp ánh mắt An An, cô ta lập tức nhìn sang chỗ khác, hai má nhanh chóng ửng hồng. Ừ, tôi sẽ qua ngay. Tiêu Chính Văn đáp lời rồi đứng dậy đi theo An An, rời khỏi phòng marketing, đi thẳng đến văn phòng của Đỗ Tình Tuyết. Ngay sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi như bùng nổ trong khu văn phòng. Quái, Tiêu Chính Văn và Tổng Giám Đốc Đỗ có quan hệ gì nhỉ? Tôi chịu đấy, lẽ nào anh ta là bạn trai của Tổng Giám Đốc Đỗ? Nếu không phải thì tại sao cô ấy lại quan tâm tới anh ta nhiều đến vậy chứ? Đúng, đúng, lần trước tôi đã nhìn anh ta lên chiếc Porsche của Tổng Giám Đốc Đỗ. Một nhóm người nói chuyện, trong mắt tràn đầy tò mò và ghen tị. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã bước vào văn phòng Tổng Giám Đốc, nhìn thấy Đỗ Tình Tuyết đang đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, nhấm nháp ly cà phê trên tay. Tổng Giám Đốc Đỗ, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn vừa vào văn phòng liền hỏi. Đỗ Tình Tuyết quay lại, nhìn Tiêu Chính Văn đầy trách móc. Hỏi anh vừa đắc tội giám đốc Hà Thục Tuệ sao? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn liền biết chắc chắn Hà Thục Tuệ đã đến đây để cáo trạng. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, anh nhún vai, gật đầu, chưa đến mức đắc tội, tôi chỉ dạy cô ta cách tôn trọng mọi người thôi. Đỗ Tình Tuyết bất lực nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, mặc dù anh là vệ sĩ tôi tuyển dụng, nhưng Hà Thục Tuệ là người của Lý Hán Minh. Anh đắc tội cô ta khiến tôi rất khó đối phó. Tiêu Chính Văn cau mày nói, cô là tổng giám đốc của công ty này, lẽ nào cô cứ để mặc người phụ nữ như Hà Thục Tuệ kia tác oai tác quái ở công ty? Đỗ Tình Tuyết lắc đầu, đặt tách cà phê sang một bên và nói, Lý Hán Minh được điều sang đây từ tỉnh. Mẹ của Đỗ Hạo Hiên đích thân cử anh ta đi chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lên nắm quyền. Tại thời điểm mấu chốt này, đắc tội Lý Hán Minh hay đắc tội Hà Thục Tuệ đối với tôi mà nói đều không phải là chuyện tốt đẹp gì, anh hiểu chứ? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, từ sau chuyện của Đỗ Hạo Hiên, nhà họ Đỗ cô còn không định thu tay sao? Nghe vậy, vẻ mặt Đỗ Tình Tuyết sững sờ, khi quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, cô phát hiện khí thế trên người anh đã chuyển từ giễu cợt thành dữ tợn một cách khác thường. Anh, muốn làm gì? Đỗ Tình Tuyết hỏi. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là trong nháy mắt, đột nhiên cô ta cảm thấy Tiêu Chính Văn thật khó hiểu. Trong sự cố khách sạn lần trước,
một mình anh ấy đối mặt với hàng trăm tên côn đồ Hắc Long Đường mà không hề sợ hãi. Khi chiến đấu chống lại tội phạm truy nã năm quốc gia và các cao thủ Muay Thái, anh ấy còn tóm gọn được địch chỉ bằng một chiêu. Với thân thủ như vậy, anh ấy hoàn toàn có thể nghênh ngang, hống hách ở Tu Hà, là khách quý của các hào môn thế gia. Ngay cả ở tỉnh, anh ấy cũng là một tồn tại đứng hàng đầu. Nhưng, một người đàn ông như vậy lại sẵn sàng làm vệ sĩ cho mình sao? Chẳng lẽ anh ấy có bí mật nào không nói ra được? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tôi đã không định nhượng bộ Đỗ Hạo Hiên nữa. Nếu như bố cô không biết khó mà lui, có lẽ lần sau tôi sẽ ra tay với tập đoàn Đỗ Thị. Chương 393, Võ Đường Thất Hổ. Nghe thấy thế, cơ thể Đỗ Tình Tuyết bỗng run lên lẩy bẩy theo bản năng. Không biết vì sao khi nhìn vào mắt Tiêu Chính Văn, cô ta luôn cảm thấy anh không hề nói đùa. Như thể anh có đủ thực lực để làm được chuyện đó. Đỗ Tình Tuyết cảm thấy hết sức buồn bực trong lòng, cô ta quay người nói, được rồi, anh ra ngoài trước đi. Tiêu Chính Văn gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng. Sau khi anh rời đi, Đỗ Tình Tuyết nhìn bóng lưng anh, trong lòng cô ta có quá nhiều nghi vấn. Rốt cuộc anh ấy là ai? Tại sao giữa ánh mắt vô tình và khí thế này của anh ấy lại có hơi thở lạnh thấu xương, khiến người khác không nhịn được mà quỳ lạy? Tựa như anh ấy có thể một tay che trời. Đỗ Tình Tuyết thở dài, lắc đầu, có lẽ cô ta đã suy nghĩ quá nhiều. Tại văn phòng tổng giám đốc công ty Dược Lực Dương, Tống Thiên Lỗi đập mạnh tay xuống bàn, xô toàn bộ tài liệu xuống, đập vỡ không ít đồ trang trí. Hắn chỉ vào hai người đàn ông đứng trước mặt, giận dữ hét lên, đồ vô dụng. Bảo chúng mày bắt có một tên thôi mà khó khăn như vậy sao? Sao ông đây lại bồi dưỡng được hai thằng rác rưởi như chúng mày chứ? Chỉ biết ăn thôi, ngu dốt. Tống Thiên Lỗi điên hết cả tiết, hắn bước lên, đá vào hai người họ. Tiếng chuông điện thoại vang lên đầy gấp gáp, làm gián đoạn cơn giận dữ của Tống Thiên Lỗi, hắn liếc nhìn tên người gọi ở màn hình điện thoại trên bàn, cau mày, lập tức chỉnh lại cà vạt, điều chỉnh nhịp thở, nói, alo, Phó Tổng Giám Đốc Lý, sao đột nhiên anh gọi cho tôi vậy? Trước khi Tống Thiên Lỗi nói xong, tiếng hét giận dữ của Lý Hán Minh đã vang lên từ đầu bên kia. Tống Thiên Lỗi, anh đang làm gì vậy? Hôm qua anh đã hứa với tôi rằng sẽ giải quyết xong Đỗ Tình Tuyết. Bây giờ thì sao? Anh giải thích cho tôi. Nghe giọng nói xem ra Lý Hán Minh cũng rất tức giận. Tống Thiên Lỗi nhíu mày, kiềm chế lửa giận trong lòng, nói, Phó Tổng Giám Đốc Lý, anh yên tâm, ngày hôm qua có chút chuyện vặt vãnh xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Chuyện vặt vãnh gì, Lý Hán Minh giống lên. Vốn dĩ tôi mời Đỗ Tình Tuyết tới dự tiệc một mình. Theo kế hoạch ban đầu, tối hôm qua tôi đã có thể giải quyết Đỗ Tình Tuyết ngay tại chỗ. Nhưng ai ngờ cô ta thực sự dẫn người đi cùng, thiếu điều ép tôi uống đến chết. Tống Thiên Lỗi đến giờ vẫn còn chút sợ hãi, hắn không ngờ tử lượng của Tiêu Chính Văn lại tốt như vậy. Còn có người uống được hơn Tống Thiên Lỗi anh sao? Ai? Lý Hán Minh ở đầu bên kia rõ ràng là không tin. Là vệ sĩ bên cạnh Đỗ Tình Tuyết, Tiêu Chính Văn. Khi Tống Thiên Lỗi nhắc đến cái tên này, hắn không khỏi nghiến chặt răng. Lại là anh ta, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, anh nhớ kỹ lời hứa của anh cho tôi. Nếu không, thỏa thuận trước đây của chúng ta sẽ bị hủy bỏ. Cạch, điện thoại đã bị cúp. Đừng mà, Phó Tổng Giám Đốc Lý, Phó Tổng Giám Đô Lý. Tống Thiên Lỗi cầm lấy điện thoại di động, tức đến mức nhảy dựng lên, đập nát điện thoại di động, khốn kiếp. Dám cúp điện thoại của mình, mẹ chứ anh ta nghĩ anh ta có bản lĩnh lắm à. Chẳng qua cũng chỉ là thằng rác rưởi đếch biết cái gì, được cấp trên điều tới mà thôi. Dám coi Tống Thiên Lỗi tôi là chân chạy vặt của Lý Hán Minh anh sao? Tống Thiên Lỗi tức đến mức rút phăng cà vạt ra, đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ra quang cảnh đường phố bên ngoài. Bức tường thủy tinh phản chiếu gương mặt lạnh như băng của hắn, đôi mắt chứa đầy vẻ hằn học, hận thù. Gọi bên Võ Đường Thất Hổ cho tôi nhất định phải có được Đỗ Tình Tuyết. Còn nữa, cứ để bọn họ đối phó với tên Tiêu Chính Văn kia, không cần quan tâm bao nhiêu tiền. Tôi biết anh ta có một người vợ xinh như hoa và một cô con gái xinh xắn. Người của Võ Đường Thất Hổ sẽ biết phải làm gì. Tống Thiên Lỗi sầm mặt xuống. Vẻ mặt xen lẫn tia tàn nhẫn không thể nghi ngờ,
nói tôi không muốn gặp lại người này ở Tu Hà. Vâng, thưa thiếu gia. Một ngày trôi qua thật nhanh, Tiêu Chính Văn và Trương Sở Sở bước ra khỏi tòa nhà công ty, vừa nói vừa cười. Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, có một tiếng gọi ngọt ngào và dịu dàng vang lên. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn, một đôi chân dài hấp dẫn đang đi về phía anh. Đó là bác sĩ Tô tối qua, Tô Mặc Như. Cô ta mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, làn da vùng cổ trắng như tuyết, đặc biệt là khuôn ngực đầy đặn, có chút lắc lư khiến đàn ông không nhịn được mà nuốt nước miếng. Sạch sẽ và gọn gàng, tư thế hiên ngang, cơ thể nóng bỏng. Cực phẩm. Hai mắt Tiêu Chính Văn sáng lên, hiếm thấy người phụ nữ nào có khí chất xuất chúng như vậy. Tuy nhiên, trong mắt anh, không ai đẹp bằng Khương Vi Nhan. Đẹp quá. Trương Sở Sở cũng nuốt nước bọt, lộ ra vẻ say đắm. Khi Tô Mặc Như đến gần, Tiêu Chính Văn mới tỉnh táo lại, đờ đẫn hỏi, bác sĩ Tô, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tô Mặc Như rất ưa nhìn với khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú. Mặc dù là mặt mộc, nhưng làn da căng bóng vô cùng, ẩn hiện nét quyến rũ tự nhiên. Anh quên rồi à, anh đã nói là đón tôi sau khi tan làm mà. Trong lòng Tô Mặc Như cảm thấy có chút không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Có phải anh ta định quỵt không vậy? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu ý của cô ta, nhưng nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm. Đặc biệt là Trương Sở Sở, lúc này đang nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt ngưỡng mộ. Quả nhiên là đại ca, ở công ty thì mập mờ với tổng giám đốc, bên ngoài còn có một cô bạn gái tuyệt vời như vậy. Tiêu Chính Văn không chịu được ánh mắt trêu đùa Trương Sở Sở, quay đầu nói, đi thôi, tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải về nhà với vợ và con gái. Tiêu Chính Văn chủ động nói rằng anh đã có vợ và con gái để Trương Sở Sở không hiểu lầm anh. Thậm chí, anh còn muốn Tô Mặc Như biết tình trạng hôn nhân của mình. Nào ngờ, Trương Sở Sở còn ngưỡng mộ hơn, khẽ giơ ngón tay cái lên và nói nhỏ, anh Tiêu. Anh đỉnh thật, ở nhà đã có chị dâu, bên ngoài còn có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Anh là tấm gương trong lòng em đó. Cút! Tiêu Chính Văn tức giận lườm anh ta. Tô Mặc Như cũng giật mình. Tên này sao vậy? Anh ta đang từ chối mình sao? Anh ta không biết có bao nhiêu người đàn ông mơ ước muốn được hẹn hò với mình à? Anh ta đúng là không biết tốt xấu gì cả. Có vợ và con gái thì sao? Có gì để kiêu ngạo à? Nếu không phải vì muốn làm rõ chuyện tối qua anh ta đã cứu ông cụ Sở bằng một viên thuốc, thì mới sáng sớm, Tô Mặc Như đã không gọi điện cho anh ta hẹn. Đây là lần đầu tiên cô ta mời một người đàn ông. Trong một nhà hàng kiểu Tây, Tô Mặc Như đã đặt chỗ trước, hai người ngồi đối mặt với nhau, không ai nói chuyện trước. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Chính Văn sợ nhất là không khí ngượng ngùng, liền hỏi trước. Hi hi, thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn mời anh một bữa, Tô Mặc Như cười nói. Tiêu Chính Văn không ngốc, anh bật cười, ôm cánh tay, vậy thì cô thành công rồi, bây giờ tôi đi được chưa? Ôi, phụ nữ! Tô Mặc Như nghe vậy liền có chút sốt sắng, vội vàng giữ Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị rời đi, giải thích anh đừng gấp, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tiêu Chính Văn lại ngồi xuống đợi cô ta nói. Đôi môi đỏ mọng của Tô Mặc Như cắn ống hút, uống một ngụm nước đá, trông vô cùng gợi cảm, cô ta chống cằm, lạnh nhạt nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi tôi rất tò mò, rốt cuộc anh là ai? Ông tôi nói, trên thế giới này không quá bốn người có thể cứu người đang chết. Mà chắc chắn họ đều có tài năng, có y thuật thông thiên. Chẳng hạn như ba vị thần y vô song của Hoa Quốc tôi chính là ba người trong số họ. Tuy nhiên, ba người này từ lâu đã ít rời núi. Tôi cũng đã điều tra một số thông tin về anh, Tiêu Chính Văn, người duy nhất sống sót của nhà họ Tiêu 5 năm trước, sau đó anh ở rể nhà họ Khương, hiện tại đang làm vệ sĩ cho Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đỗ Thị, không có lai lịch gì cả. Tô Mặc Như nghiêng đầu nói tiếp. Nếu nói tới thế gia y học có họ Tiêu thì đúng là có một người, nhưng không phải rất nổi tiếng. Cho nên, tôi rất tò mò, rốt cuộc anh là ai? Hay nói cách khác, anh có thể nói cho tôi biết anh lấy viên thuốc đó từ đâu không? Có phải là từ Dược Vương Cốc? Chương 394, quỳ xuống gọi ông nội. Tiêu Chính Văn đã hiểu, hóa ra cô gái này muốn hỏi mình về chuyện cứu ông cụ Sở tối hôm qua. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một hồi.
nhìn Tô Mặc như đang sốt ruột chờ đợi, trả lời, cô đoán đúng rồi đấy. Tuy tôi biết một số y thuật, nhưng tôi không phải là người của Dược Vương Cốc. Chỉ là trong một cơ hội tình cờ, sư phụ của tôi đưa tôi một viên thuốc, mà ông ấy quả thực là một vị danh y. Nói như vậy có vẻ ổn. Dù sao, thần y Tôn Tư Niên đúng là sư phụ của anh. Hai vị thần y khác là thần y Hoa và thần y Cơ cũng được xem là sư phụ của anh. Sư phụ của anh ở đâu vậy? Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Anh có thể dẫn tôi đi gặp ông ấy được không? Tô Mặc như bỗng chốc trở nên vô cùng phấn khích. Chẳng lẽ Hoa Quốc thật sự có bốn vị thần y? Tiêu Chính Văn nghĩ một hồi, cuối cùng cười gượng, ha ha, không được. Sư phụ của tôi đang đi ngao du thế giới. Trước khi đi, ông ấy đã dặn dò tôi không được tiết lộ tung tích của ông ấy với bất kỳ ai. Chẳng lẽ lại nói cho Tô Mặc như biết sư phụ của anh chính là ba vị thần y của Hoa Quốc sao? Còn anh lại chính là vị thần y thứ tư, vị thần y trong quân đội luôn thần thần bí bí, chưa bao giờ xuất hiện. Tô Mặc như nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hưng phấn dần tối sầm lại, sau đó nói với vẻ đầy tiếc nuối, tôi rất muốn gặp sư phụ anh. Mặc như, sao em lại ở cùng với Tiêu Chính Văn? Đột nhiên, giọng nói khiển trách vang lên từ phía sau Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, ba bóng người vây lại, người đàn ông dẫn đầu Tiêu Chính Văn đã từng gặp, anh cũng có chút ấn tượng, chính là anh chàng đẹp trai đã ngăn anh cứu người ở khách sạn Kempinski tối qua. Vừa đi vào, hắn liền chỉ thẳng mũi Tiêu Chính Văn. Mặc như, sao em lại ăn cơm với loại đàn ông này chứ? Bảo sao anh hẹn em lại không có thời gian, em nói dối anh. Lục Chi Hàng lúc này đang rất tức giận, hôm nay hắn vốn đã mời Tô Mặc Như đi ăn tối nhưng đã bị đối phương từ chối. Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là Tô Mặc Như thế mà đi hẹn hò với người đàn ông chỉ mới gặp một lần. Hắn không cho phép nữ thần của mình tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Tô Mặc Như đặt cốc nước đá trên tay xuống, lạnh lùng liếc nhìn Lục Chi Hàng rồi nói, Lục Chi Hàng, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Hơn nữa, tôi không nói dối anh, tôi thực sự không có thời gian, anh cũng thấy rồi đấy. Một khi Lục Chi Hàng bực mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn vẻ mặt lạnh tanh, uy hiếp, này, nếu không muốn phải nằm viện thì cút ngay cho ông đây. Bằng không, tự chịu hậu quả. Đe dọa. Tiêu Chính Văn cười khổ, không ngờ vừa ra ngoài ăn cơm với người đẹp lại có ruồi vo ve bay tới kiếm chuyện. Hơn nữa, anh ghét nhất là bị người khác đe dọa. Tô Mặc Như cũng không hiểu được việc làm của Lục Chi Hàng, tức giận đứng lên, đủ rồi, Lục Chi Hàng. Anh đừng có dở thói đại thiếu gia của anh ra ở đây, Tiêu Chính Văn là bạn của tôi không cho phép bất kỳ ai làm anh ta bị thương. Tô Mặc Như không nói thì thôi, cô ta vừa nói xong, Lục Chi Hàng càng thêm tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn, mặt mũi tối sầm lại, hỏi, Mặc Như, em mắng anh vì thằng được dựa này sao? Em chỉ vừa mới gặp anh ta đã quay ra đối xử với anh thế này. Lục Chi Hàng không tin, tại sao cô ấy lại đối xử với hắn như vậy? Đúng thế. Tất cả là do thằng đàn ông tên Tiêu Chính Văn này, là anh ta, tất cả đều tại anh ta. Nếu không phải vì anh ta xuất hiện, Tô Mặc Như sẽ không đối xử với hắn như thế này. Tất cả đều tại anh. Lục Chi Hàng chút cơn giận lên Tiêu Chính Văn, tiện tay cầm lấy chai rượu bên cạnh. Đập vào đầu Tiêu Chính Văn. A! À, Tô Mặc Như sợ đến mức tái mặt, lập tức che miệng hét lên. Nếu bị chai rượu này đập xuống, chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ bị vỡ đầu chảy máu. Lục Chi Hàng còn lạnh lùng nhếch môi cười, hắn tin rằng nếu hắn đập chai rượu lên đầu Tiêu Chính Văn, anh ta sẽ lập tức quỳ xuống xin tha. Tới lúc đó, Tô Mặc Như sẽ biết ai mới là người đàn ông đích thực của mình. Tiêu Chính Văn nhướng mày. Vẻ mặt lạnh tanh, ngay giây sau, đám đông liền cảm thấy trước mắt mình như mờ đi, Tiêu Chính Văn đã cầm chai rượu trên tay phải Lục Chi Hàng, còn tay trái thì bóp chặt cổ hắn. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Ai nấy đều kinh ngạc trước động tác nhanh như chớp của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn bóp chặt cổ Lục Chi Hàng, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tỏa ra khắp người anh, ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, cút. Giọng nói không lớn. Nhưng có khí thế như sấm sét, đánh xuyên qua cơ thể Lục Chi Hàng. Toàn thân hắn run lên, cảm nhận được khí thế kinh người của người trước mặt,
khí thế sắc bén kia còn mạnh hơn cả chú hai hắn Lục Kiến Quốc. Cả người Lục Chi Hàng đổ mồ hôi, hai chân không khỏi run lên. Nếu có thể quay lại, hắn thà rằng không gặp Tiêu Chính Văn ở đây, thà rằng ban nãy hắn không động thủ với anh ta trong lúc hồ đồ nhất thời. Tiêu Chính Văn vừa buông tay, liền đẩy Lục Chi Hàng ngã xuống đất, nhếch môi lạnh lùng nói, sao nào? Còn muốn tôi mời anh ra ngoài à? Lục Chi Hàng như được đại xá, không quan tâm đến việc mất mặt trước mặt Tô Mặc Như, vội vàng lau mồ hôi lạnh, bỏ lại một câu, được lắm. Anh chờ đấy. Sau khi nói nốt lời đe dọa, Lục Chi Hàng cùng hai đàn em hoảng sợ chạy ra khỏi nhà hàng. Khách trong nhà hàng đang hóng hớt, cũng không kìm được mà giơ ngón tay cái với Tiêu Chính Văn. Lục Chi Hàng cùng hai đàn em chạy chưa được bao xa, hai đàn em liền vội vàng hỏi, thiếu gia, anh không sao chứ? Lục Chi Hàng lúc này đang thở phì phò, mãi mới bình tĩnh lại, lắc đầu nói, không sao. Thiếu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ? Gọi người tới ạ, một tên đàn em hỏi. Sắc mặt Lục Chi Hàng u ám vô cùng, hắn siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn Tô Mặc Như và Tiêu Chính Văn đang nói cười trong nhà hàng phía sau, rồi nói Tô Mặc Như nhất định phải là người phụ nữ của Lục Chi Hàng tao. Nhất định, người này không dễ. Lục Chi Hàng lập tức trở nên hung ác, nói, gọi. Gọi cho đám Vương Khải tới đây. Hôm nay nhất định phải cho anh ta bò ra khỏi nhà hàng này. Tiêu Chính Văn không để tâm đến chuyện vặt vãnh này. Anh nhìn Tô Mặc Như, người vẫn còn đang bối rối, mỉm cười, bác sĩ Tô, ra ngoài với cô cũng nguy hiểm thật đấy. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Con gái tôi sắp tan học, tôi còn phải đi đón con bé. Tô Mặc Như giật mình. Vội vàng đứng dậy xin lỗi, tôi xin lỗi, đều tại tôi. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Tiêu Chính Văn xua tay, vừa định nói không sao đâu. Nhưng Tô Mặc Như đột nhiên bước tới nắm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng. Mẹ kiếp, gái sinh bây giờ đều mạnh dạn như thế này sao? Tiêu Chính Văn nuốt nước miếng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy đôi gò bồng. Phi lễ, chớ nhìn. Lúc này, Tô Mặc Như đột nhiên lo lắng kêu lên, bọn họ đến rồi, anh mau đi đi. Ai cơ? Tiêu Chính Văn buột miệng hỏi, quay đầu lại thì thấy mười mấy gã đàn ông xăm trổ đầy mình sau cửa kính, tất cả đều hung hãn và ngang ngược, đương nhiên đi phía sau họ là Lục Chi Hàng đã sợ hãi bỏ chạy trước đó. Là thằng này đúng không? Người đàn ông xăm trổ đi đầu có cơ bắp rắn chắc chỉ vào Tiêu Chính Văn đang đứng trong nhà hàng, hỏi. Đúng, là anh ta. Lục Chi Hàng vừa xấu hổ, vừa tức giận nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó nở nụ cười lạnh lùng, châm chọc nói, sao nào? Sao mặt mũi trắng bệch ra rồi? Nếu anh sợ thì bây giờ quỳ xuống, gọi tôi mấy tiếng, ông nội, thì ông đây sẽ tha cho anh. Chương 395, tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho. Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ, cười lạnh lùng, đang định nói gì đó thì Tô Mặc Như đã đứng chặn phía trước anh, tức giận nói, Lục Chi Hàng. Anh có còn là đàn ông không thế, người đông thế lớn à? Đừng để tôi phải khinh anh, bây giờ anh tránh đường cho tôi. Tô Mặc Như nói xong liền kéo tay Tiêu Chính Văn muốn bước ra ngoài. Nhưng gã đàn ông xăm mình nhìn bặm trợn kia chặn luôn đường đi của bọn họ, xoa cằm rồi tặc lưỡi nói ôi, người đẹp đi đâu mà vội thế. Nghe thiếu gia Lục nói thằng nhãi này gây chuyện, nên mấy anh em chúng tôi qua xem thế nào. Hay là thế này đi. Người đẹp đi chơi với mấy anh em tôi nhé, khách sạn ở ngay bên cạnh đây, chỉ cần cô đi cùng tôi thì tôi sẽ không làm khó cậu bạn trai của cô nữa, cô thấy sao? Trong mắt Phương Khải tràn ngập dục vọng tham lam háo sắc, đây là lần đầu gã gặp một người đẹp có khí chất hơn người như vậy, nhất là vòng một đẫy đà vòng eo thon nhỏ, cùng với đôi chân thon dài kia, nghĩ đến việc được đôi chân này kẹp lấy eo, chắc là sướng phải biết. Anh Khải, anh đừng làm khó Mặc Như. Tất cả là tại tên khốn này, tại anh ta. Lục Chi Hàng đứng bên cạnh cũng nhìn ra sự khác lạ. Mẹ kiếp, tôi nói chuyện đến lượt cậu chen miệng vào à, cút sang một bên. Vương Khải tắt Lục Chi Hàng một cái bạt tai, rồi đạp hắn sang bên cạnh, kêu lên, thế nào, cô đi khách sạn với mấy anh em chúng tôi chứ? Đi, tôi đi. Tình cảm Lục Chi Hàng đối với Tô Mặc Như là thật lòng, lúc này hắn cố nặn ra nụ cười. Vãi trưởng, cậu có thấy ghê tởm không hả? Đi cái mẹ cậu ấy. Vương Khải túm tóc Lục Chi Hàng rồi đá hắn một cái vào góc.
Thiếu gia Lục, đừng tưởng có mấy đồng bạc là có thể sai khiến Vương Khải tôi làm việc. Tôi muốn làm gì cũng không đến lượt người khác khua tay múa chân. Vốn dĩ Vương Khải cũng chẳng coi Lục Chi Hàng ra gì, trước khi đến là gã muốn tiền, sau khi đến thì gã quyết định là muốn phụ nữ. Người đẹp, cô suy nghĩ sao rồi? Vẻ mặt Vương Khải đầy dâm tà, xoa tay nhìn chằm chằm vào Tô Mặc Như, nhất là ánh mắt gã, cứ nhìn chằm chằm vào vòng một đầy đặn của cô ta. Chẳng sao cả, tao cho mày 3 giây cút khỏi đây. Đột nhiên, một giọng nói không được hòa nhã vang lên trong nhà hàng. Thằng nào đấy, chán sống à? Vương Khải tức giận quát, trợn đôi mắt lên tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào Tiêu Chính Văn đứng sau lưng Tô Mặc Như. Đừng có động tí là nói sống nói chết, câu này tôi nghe không dưới 5 lần rồi, kết quả tôi vẫn lành lặn đứng đây này. Tiêu Chính Văn tươi cười nói, chẳng tỏ vẻ sợ hãi trước 10 mấy người của đối phương. Được được được, thằng nhãi này quả nhiên to gan. Vương Khải cười lạnh lùng, trong lòng đã có tính toán. Anh Khải, lột ra hắn đi, hắn dám chửi cả anh kia. Phải đấy anh Khải, thằng khốn này không thức thời tí nào, em nghĩ cứ đánh gãy 2 chân, cho hắn nhớ đời. Nhất thời, đám đàn em sau lưng Vương Khải nhao nhao nói, cứ như chúng đã quyết định xong việc sống chết của Tiêu Chính Văn vậy. Vương Khải giơ tay lên, cười khẩy nói, oát con, đừng bảo anh Khải đây bắt nạt người khác, giờ tao cho mày 2 lựa chọn, thứ nhất là bỏ qua đây gọi tao là bố, có khi tao sẽ tha cho mày. Thứ hai là các anh em của tao hất mày ra ngoài. Vương Khải là tên côn đồ nổi tiếng ở con phố này, mấy chuyện như đánh nhau, thu phí bảo kê gã làm suốt, đã vào đồn nhiều lần. Nhưng thế thì có sao, gã vẫn xưng vương xưng bá ở đây. Chẳng phải là vì sau lưng Vương Khải có thế lực ngầm Tu Hà là Hội Tứ Hải chống lưng sao? Hội Tứ Hải là một sự tồn tại mạnh mẽ, nằm trong top 10 thế lực ngầm của Tu Hà. Tiêu Chính Văn lắc đầu, kéo Tô Mặc Như đang định ngăn anh lên tiếng ra đằng sau, trên người tỏa ra khí thế sắc bén, nói anh Khải chứ gì? Vậy thì tôi cũng cho anh 2 lựa chọn, thứ nhất là dẫn người của anh cút khỏi đây, thứ hai là tôi giúp các anh cút khỏi đây. Anh vừa dứt lời. Mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn như nhìn một kẻ ngu ngốc, trong lòng thầm chế giễu. Chắc không phải tên khốn này sợ ngu người rồi đấy chứ. Còn dám cãi lời anh Khải, như vậy chẳng phải là chán sống sao. Lúc này, một tên đàn em đứng sau Vương Khải vội vàng đứng ra, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn chửi bới, thằng chó này, mày muốn chết à, dám cãi lời đại ca tao. Vương Khải cũng có phản ứng lại, gã nhíu mày, sắc mặt tái nhợt. Gã không biết Tiêu Chính Văn lấy đâu ra dũng khí mà dám vênh váo như vậy, lẽ nào phía sau có người chống lưng? Quát con, mày theo ai đấy? Tuy Vương Khải làm việc lỗ mãng, nhưng có ăn học nên đầu óc cũng không đến nỗi nào, biết đường hỏi rõ thân phận của đối phương trước. Bởi vì gã biết rõ, có những người không thể chọc vào được. Tuy gã háo sắc, nhưng cũng sẽ không vì nữ sắc mà để mất mạng. Tiêu Chính Văn nhìn gã. Đáp anh còn chưa có tư cách được biết. Ngông cuồng. Tất cả mọi người đều bị câu nói này của Tiêu Chính Văn dọa sợ hết hồn. Bọn chúng chưa từng thấy ai dám nói với Vương Khải như vậy. Thế này thì khác gì tự tìm đường chết. Chọc vào Vương Khải không đơn giản là chuyện chặt tay chặt chân nữa. Tô Mặc Như ở bên cạnh vốn dĩ đang rất cảm động, vì dù gì người đàn ông này cũng đứng ra bênh vực cô ta. Nhưng bây giờ nghe thấy Tiêu Chính Văn ăn nói ngông cuồng như vậy, liền không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, kéo cánh tay anh nói, Tiêu Chính Văn, anh làm gì thế? Đừng ra vẻ quá, bọn họ không phải người tốt lành gì đâu. Ha ha, người đẹp nói đúng đấy, bọn tôi đúng là chẳng phải người tốt lành gì. Thế nào, vừa rồi anh Khải bọn tôi cho cô lựa chọn, cô đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô đồng ý đi khách sạn, tôi đảm bảo bạn trai cô sẽ không sao. An toàn lành lặn rời khỏi đây. Một tên đàn em bên cạnh Vương Khải nở nụ cười dâm tà, xoa tay nói. Đây là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt anh Khải, hắn phải nắm cho chắc. Không thấy các anh em khác đều đang nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ sao? Đến Vương Khải cũng phải nhìn tên đàn em này với ánh mắt khen ngợi. Nhưng, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn chẳng hề nghe lời khuyên của Tô Mặc Như, mà bước lên một bước. Bốp, một cái tát vang vọng cả nhà hàng. Tất cả mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại ra tay trước,
hơn nữa còn trước mặt anh Khải của bọn chúng. Ai bảo mày lắm mồm, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mày dám đánh tao? Tên đàn em kia mất một lúc mới có phản ứng, che gò má sưng đỏ, tức giận chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Vương Khải u ám, giận dữ nói, đánh gãy tay và chân hắn, rồi ném ra ngoài. Lập tức có mấy tên đàn em xách ghế và chai rượu trong nhà hàng lên, lao về phía Tiêu Chính Văn. Trong mắt bọn chúng, cho dù anh có ngông đến đâu thì cũng chỉ có một mình, còn bọn chúng có cả đám. Bốp! Bốp! Tiêu Chính Văn quét chân một cái, lập tức đá bay mấy tên đi đầu. Phát đá này có lực rất mạnh, sợ là mấy người kia đã bị đá gãy cả xương sườn rồi. Sau đó, bóng dáng anh lóe lên, một mình lao thẳng vào đám người hỗn loạn. Tay đấm chân đá. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn mỗi Vương Khải và Lục Chi Hàng đang run lẩy bẩy núp trong góc bên cạnh là còn đứng. Mẹ ơi! Lúc này, Vương Khải cũng sợ hết hồn, hai chân hơi run rẩy, gã đã bị khí thế đáng sợ trên người đàn ông trước mặt này làm cho hoảng loạn. Gã nuốt nước bọt ừng ực, thậm chí còn nghĩ đến cả cái chết. Thật là đáng sợ. Hắn còn là người sao? Có một mình mà chỉ trong nửa phút đã giải quyết hết đám anh em của gã. Từ đáy lòng Vương Khải dâng lên một luồng cảm giác bất lực, thấy Tiêu Chính Văn cầm chai rượu vang bước về phía mình, lần đầu tiên gã cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng. Ánh mắt của người đàn ông này lạnh lùng quá, khí thế trên người hắn khiến người ta cảm thấy run rẩy trong lòng. Anh Khải, anh nghĩ sao về lựa chọn tôi dành cho anh? Tiêu Chính Văn tuét miệng cười. Nhưng trong mắt Vương Khải, nụ cười này chẳng khác gì tu la. Chán gã túa mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói, đại ca, tôi sai rồi, tôi là đồ khốn nạn. Xin anh hãy tha cho tôi, giờ tôi cút ngay đây. Chương 396, mời anh Bạch. Vương Khải không phải là người không có nhiệt huyết, nhưng gã biết thân phận, nên quyết đoán lựa chọn cúi đầu nhận sai. Tiêu Chính Văn không đáp lời, nheo mắt nhìn gã rồi nhướng mày, ý chỉ gã nói tiếp đi. Vương Khải nghĩ một lúc, nhìn các anh em đang lăn lộn dưới đất, thật là thê thảm. Sau đó, gã chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu co gối, rồi thực sự lăn ra khỏi nhà hàng dưới ánh mắt của mọi người. Còn không mau cút đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đám côn đồ đang nằm dưới đất giả chết trong nhà hàng lúc này như được đại xá, tên nào tên nấy rên hừ hừ bò dậy, ôm mặt dìu nhau cùng lăn ra khỏi nhà hàng. Đúng vậy, mười mấy người tất cả ôm đầu lăn ra khỏi nhà hàng như quả bóng. Cảnh tượng này quả thực chấn động lòng người. Lục Chi Hàng nhìn thấy cảnh này, đã sợ đến mức không thốt nên lời, hắn không ngờ Tiêu Chính Văn lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn không cam lòng. Tiêu Chính Văn nhìn hắn, lạnh lùng nói, còn anh thì chọn thế nào? Lục Chi Hàng sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, sau đó cắn răng, ngồi xổm xuống ôm đầu lăn ra khỏi nhà hàng trước mắt Tô Mặc Như. Người kinh ngạc nhất chính là Tô Mặc Như, cô ta trơ mắt chứng kiến tất cả, đúng là hoang đường quá. Cô ta không ngờ Tiêu Chính Văn ngoài việc là đồ đệ của một lão thần y không biết tên lại có bản lĩnh giỏi như vậy. Lẽ nào anh ta từng học võ? Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Anh biết võ sao? Tô Mặc Như khẽ há miệng, hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu, cười đáp, tôi có biết, sao nào, cô có hứng à? Tôi dạy cô nhé. Tô Mặc Như lập tức tươi cười khoác cánh tay Tiêu Chính Văn, nói, được, được, tôi thích nhất là đàn ông biết võ. Thần tượng của tôi là Thành Long đấy. Tiêu Chính Văn đỏ mặt, ngại ngùng ho một tiếng, bởi vì hình như cánh tay anh chạm phải cái gì đó mềm mại, cảm giác đó khiến anh hơi xấu hổ. Tô Mặc Như cũng sững sờ, vòng một bị đụng chạm, đương nhiên cô ta cũng có cảm giác. Cô ta vội vàng buông tay, vén sợi tóc bên tai, đỏ mặt nói, tạm thời tôi ở Hoa Viên Tinh Hồ, nếu anh rảnh thì đến nhé. Tiêu Chính Văn sửng sốt, thẳng thắn đến thế cơ à. Bác sĩ Tô, tôi có vợ con rồi, Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ đáp. Anh không phải loại đàn ông thấy sắc liền mê, trong lòng anh chỉ có Khương Vi Nhan và Nana thôi. Những người phụ nữ khác thì anh chỉ nhìn mấy cái rồi thôi. Tô Mặc Như cũng nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải, tôi không có ý đó, tôi về trước đây, rồi sẽ gọi cho anh sau. Tô Mặc Như đỏ bừng mặt chạy ra khỏi nhà hàng, đúng là xấu hổ quá đi mất. Sao cô ta lại hoảng loạn đến vậy chứ?
Nhưng lần đầu tiên vòng một bị đàn ông đụng chạm nên cô ta cũng căng thẳng. Tô Mặc Như ngồi trên xe, nhìn Tiêu Chính Văn bước ra khỏi nhà hàng, vừa buồn phiền vừa tức giận đập vào tay lái, Tiêu Chính Văn chết tiệt, sàm sỡ bổn cô nương mà không xin lỗi. Hừ, Tô Mặc Như mắng xong liền lái xe rời đi, vừa rồi cô ta nhận được một cuộc điện thoại, có việc gấp cần giải quyết. Tiêu Chính Văn cũng rời khỏi nhà hàng, trở về nhà. Gần đến lễ cưới, anh cũng có rất nhiều việc phải làm. Khoảng 8-9 giờ tối, Khương Vi Nhan mới về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa về đến nhà, cô đã rũ rượi nằm ườn ra sofa. Em sao thế, công việc nhiều quá à? Tiêu Chính Văn hỏi đầy vẻ quan tâm, anh ngồi xuống cạnh sofa, chìa tay ra, khẽ ấn vào sau eo và sau cổ Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhắm mắt, rên mấy tiếng vẻ hưởng thụ, đáp vâng, dạo này công ty nhiều việc quá, còn mấy trung tâm mua sắm nữa phải đẩy nhanh tiến độ trang hoàng, em mệt sắp chết rồi. Cũng vì đang ở trước mặt Tiêu Chính Văn, nên Khương Vi Nhan mới kêu than như một cô gái nhỏ. Mệt thì nghỉ mấy ngày đi, anh dẫn em và Nana đi du lịch luôn. Tiêu Chính Văn cười nói. Khương Vi Nhan nghe thấy thế thì mắt sáng lên, ngồi dậy nhìn Tiêu Chính Văn vẻ nghiêm túc. Nhưng lại nhanh chóng mất hứng đáp, thôi anh ạ, công ty nhiều việc quá, nếu bây giờ em xin nghỉ thì chắc chắn bác cả lại nói em. Hơn nữa, việc hợp tác với anh Bạch cũng sắp bắt đầu rồi. Nói đến anh Bạch, dường như Khương Vi Nhan nhớ ra gì đó, hỏi Tiêu Chính Văn, anh nói xem em có cần mời anh Bạch ăn bữa cơm không nhỉ? Trong lòng Tiêu Chính Văn hơi hoảng, đáp em muốn mời thì cứ mời đi. Khương Vi Nhan chu môi, nghĩ một lát. Nói, nhưng người như anh ấy liệu có đồng ý đi ăn với chúng ta không? Em cứ thử đi thì biết, Tiêu Chính Văn cười đáp. Khương Vi Nhan nghĩ một lát rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho anh Bạch. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói đàn ông sang sảng, xin hỏi ai vậy? Xin chào, anh là anh Bạch đúng không ạ? Tôi là Khương Vi Nhan của công ty nhà họ Khương. Khương Vi Nhan nói với vẻ thấp thỏm. Anh Bạch đang bận, cô tìm anh ấy có chuyện gì vậy, tôi có thể chuyển lời. Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại thản nhiên nói. Chuyện là thế này, tôi muốn mời anh Bạch ăn một bữa cơm, không biết là có được không? Khương Vi Nhan hỏi vẻ thăm dò, giọng nói yếu ớt. Lát nữa tôi sẽ chuyển lời cho anh Bạch, có tin gì tôi sẽ chuyển lời cho tiểu thư Khương, người đàn ông nói mấy câu rồi cúp máy. Khương Vi Nhan cũng thở dài. Nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt lo lắng. Tiêu Chính Văn cười nói, được rồi, ăn cơm đi, toàn là các món em thích ăn đấy. Khương Vi Nhan gật đầu, đứng dậy bước về phía bàn ăn, nhìn đồ ăn thịnh soạn, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Còn bên này, Tiêu Chính Văn nhân cơ hội lén lút chạy ra sân, sau đó nghe điện thoại Long Nhị gọi tới, giọng nói anh ta rất cung kính, chủ soái, vợ anh muốn hẹn anh ăn cơm, thân phận là anh Bạch. Tôi biết rồi. Đồng ý đi, Tiêu Chính Văn thản nhiên trả lời. Vâng, Long Nhị đáp lại. Tiêu Chính Văn thở phào, quay trở lại phòng khách, đúng lúc bắt gặp Khương Vi Nhan đang nghe điện thoại. Sau khi nói mấy câu rồi cúp máy, cô hưng phấn và kích động hét lên với Tiêu Chính Văn. Chính Văn, anh Bạch đồng ý rồi. Tiêu Chính Văn mỉm cười, cũng tỏ vẻ kích động, nói thật sao? Thế thì tốt quá. Vẻ mặt Khương Vi Nhan vô cùng hào hứng. Hỏi, anh nói xem chúng ta có nên chuẩn bị một món quà không? Nghe thấy thế, Tiêu Chính Văn đáp, không cần đâu, người như anh Bạch chắc không thiếu mấy thứ này. Khương Vi Nhan gật đầu rồi mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm xem nhà hàng nào thích hợp để mời cơm. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì Khương Học Bác cùng với Tử Phân, dẫn theo cả Khương Thần đến. Bố, mẹ. Bố mẹ đến có chuyện gì thế? Khương Vi Nhan hoài nghi hỏi. Bọn họ rất ít khi đến nhà cô. Khương Học Bác mỉm cười, nhìn Khương Vi Nhan đang chuẩn bị ra khỏi nhà, hỏi, bố đến tìm Tiêu Chính Văn, cậu ta có nhà không? Khương Vi Nhan hơi nhíu mày, gật đầu đáp có ạ. Vẻ mặt Khương Học Bác tươi cười, bước qua mặt Khương Vi Nhan, vào phòng khách. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đang bế Nana ra khỏi phòng ngủ. Khi nhìn thấy ba người Khương Học Bác, Từ Phân và Khương Thần, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng, nói các người đến đây làm gì. Khương Học Bác cười đáp, Chính Văn này, tôi đến cũng là vì ý của lão gia,
lần trước chuyện đại sư Bàng là chúng tôi sai, muốn nhờ cậu nói đỡ mấy câu trước mặt đại sư Bàng. Nếu ông ấy thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói, nhà họ Khương chúng tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng. Chương 397, chó ngoan không cản đường. Hóa ra là đến đây vì chuyện đại sư Bàng thật giả lần trước. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói tôi biết rồi, không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước đây. Thấy Tiêu Chính Văn trả lời như vậy, vẻ mặt Khương Học Bác vui mừng, hơi do dự chần chừ đứng ở phòng khách một lúc, dáng vẻ như có lời gì đó mà khó nói ra. Tiêu Chính Văn liếc nhìn mấy lần, nhíu mày hỏi, còn có chuyện gì khác sao? Khương Học Bác ngập ngừng nhìn anh, sau đó quay lại nói nhỏ với Tử Phân, hay là em nói đi. Tử Phân trừng mắt với Khương Học Bác, lẩm bẩm, biết ngay là anh không dám mà. Dứt lời, Tử Phân cao ngạo nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, còn một việc nữa, vẫn mong cậu nói giúp vài câu, lần trước Ngô Khoan Nghiệp ông chủ nhỏ của tập đoàn Ngô Thị mời đại sư Bàng đến lại bị kẻ giả mạo lừa gạt, cậu ấy cũng là một nạn nhân. Thế nhưng, đến giờ cậu ấy vẫn đang bị tạm giam ở cục thanh tra, nếu đại sư Bàng không ra mặt thì cậu ấy rất có thể sẽ bị bắt giam luôn. Vì vậy, ý của lão gia, cũng như ý của bác cả cậu và mọi người là muốn cậu ra mặt, nói vài lời tốt đẹp thay Ngô Khoan Nghiệp, để đại sư Bàng bỏ qua cho cậu ấy. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn cau mày, sự lạnh lẽo trên người bộc phát. Nhưng Tử Phân vẫn nói tiếp, dẫu sao, Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên cũng sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 28, chắc cậu không định để họ tổ chức đám cưới trong trại giam chứ. Nói xong, Tử Phân nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng lại phát hiện Tiêu Chính Văn đang lạnh lùng nhìn bà ta, hỏi, nói xong chưa? Tử Phân sửng sốt, gật đầu nói xong rồi, cậu mau chóng đi làm đi. Nếu không chắc chắn lão gia sẽ trách tội chúng tôi. Nói xong rồi thì cút đi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Câu nói này khiến Tử Phân nổi giận đùng đùng. Này, Tiêu Chính Văn, mày có ý gì? Đuổi chúng tao đi sao? Tử Phân chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát, đây cũng đâu phải ý của chúng tao, là ý của lão gia và bác cả của Vi Nhan. Mày tưởng là tao muốn đến gặp mày lắm à, cũng không nhìn lại xem bản thân là cái thá gì. Thôi thôi, em nói gì vậy chứ? Khương Học Bác sốt sắng, cau mày, vội vàng mắng Tử Phân, sau đó tươi cười nhìn Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn, ngại quá, tính tình bà ấy là vậy đấy, cậu đừng để bụng. Lão gia đã ra mệnh lệnh về chuyện của Ngô Khoan Nghiệp, không thể để nhà họ Khương chúng ta trở thành trò cười của Tu Hà vào ngày 28 tháng này được. Chuyện cười của nhà họ Khương thì liên quan gì đến tôi? À, Khương Học Bác sững sờ. Vẻ mặt dần trở nên khó coi. Sau đó, ông ta vội vàng đi đến bên cạnh Khương Vi Nhan, nói, Vi Nhan, con nói giúp mấy câu đi. Dù sao Mỹ Nghiên cũng là chị họ con không thể trơ mắt nhìn ngày cưới của chị con bị cả thành phố cười nhạo rằng chú rể lại ở cục thanh tra chứ. Khương Vi Nhan vốn dễ mềm lòng, nghĩ một lát, nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, hay là anh giúp họ chút đi. Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan. Cuối cùng gật đầu đồng ý, nói, được, anh nghe em. Nghe thấy Tiêu Chính Văn đồng ý, Khương Học Bác mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa mở lời, Tử Phân bên cạnh đã lạnh lùng hừ một tiếng, thật sự coi mình là nhân vật tầm cỡ rồi hả? Hừ. Nói xong, bà ta quay đầu dẫn Khương Thần rời đi. Khương Học Bác bất lực thở dài, nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vài câu rồi xoay người vội vàng đuổi theo Tử Phân phía trước, rời khỏi sân nhỏ. Sau đó, Khương Vi Nhan đi làm như thường lệ, Tiêu Chính Văn đưa Nana đến trường rồi gọi điện cho Tống Hậu Lượng, nói đơn giản mấy câu về chuyện này. Tống Hậu Lượng bên kia cũng nhanh chóng có phản ứng. Chẳng bao lâu, Ngô Khoan Nghiệp được thả khỏi cục thanh tra, cả người cạn kiệt sức lực, hốc mắt trũng sâu. Khương Mỹ Nghiên vẫn luôn đợi ở cửa liền chạy đến ôm lấy Ngô Khoan Nghiệp, vừa khóc vừa nói, chồng à, cuối cùng anh cũng được thả rồi. Ngô Khoan Nghiệp nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Mỹ Nghiên, cười nhạt, sau đó hai người bước lên xe. Trong xe, Ngô Khoan Nghiệp biết mình được thả là nhờ Tiêu Chính Văn, nhất thời ánh mắt u ám, cả người lạnh toát. Cậu ta phẫn nộ nói, nếu không phải vì anh ta thì anh cũng không bị bắt. Thù này nhất định phải trả. Khương Mỹ Nghiên ở bên cạnh khuyên nhủ, chồng à, thôi bỏ đi, chúng ta sắp kết hôn rồi. Bỏ đi ư, sao mà bỏ được chứ? Em có biết hai ngày nay ở trong đó anh trải qua những gì không? Ngô Khoan Nghiệp điên cuồng gào thét,
hai mắt đỏ rực, cả người tràn ngập sự phẫn nộ. Khương Mỹ Nghiên sợ hãi. Ngô Khoan Nghiệp biết mình mất bình tĩnh, hít sâu một hơi, nắm bàn tay nhỏ bé của Khương Mỹ Nghiên, nói em yên tâm, anh sẽ tự lo liệu. Sau đó, Ngô Khoan Nghiệp bấm một dãy số, lạnh lùng nói, giúp tôi tìm mấy cao thủ, nhớ kỹ, nhất định phải là cao thủ, bao nhiêu tiền không thành vấn đề, tôi muốn mua chân tay của một người. Cạch, cúp máy, cả người Ngô Khoan Nghiệp tỏa ra sát khí lạnh lùng. Bên này, Tiêu Chính Văn vừa chuẩn bị đến tập đoàn Đỗ Thị thì có một chiếc BMW M8 màu hồng dừng trước mặt anh. Tô Mặc Như bước xuống từ trên xe, cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, đi đôi giày cao gót màu kem, dáng người cao ráo, bộ ngực hoàn hảo, căng tròn, mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn. Sao cô Tô biết tôi ở đây? Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, lông mày hơi nhíu lại. Tô Mặc Như là một người phụ nữ quyến rũ. Mỗi lần gặp cô ta đều xinh đẹp theo một kiểu khác, trước kia là mạnh mẽ, quyền lực, sau đó là ngây thơ mê hoặc, giờ là nữ thần trẻ trung hiện đại. Bất kể là góc độ nào, cô ta đều rất hoàn mỹ. Ồ, hôm nay cô ta còn trang điểm tinh xảo, hoàn toàn là khí chất và diện mạo của thế hệ ngôi sao thần tượng thời đại mới. Tôi từng nói rồi, tôi đã tìm hiểu rõ ràng lai lịch của anh, tất nhiên cũng bao gồm cả chỗ ở của anh. Tô Mặc Như cười nói, môi đỏ răng trắng, lông mi dài dưới ánh nắng lấp lánh như sao sáng, rất quyến rũ. Tìm tôi có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn nhún vai, hỏi. Tô Mặc Như kỳ quái kéo cửa xe, cười nói, lên xe, đến nơi anh sẽ biết. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, mặc dù ngồi chung xe cùng người đẹp là chuyện rất hạnh phúc, nhưng anh luôn cảm thấy Tô Mặc Như đang có ý đồ với anh. Thôi vậy, dù sao cũng đang rảnh. Ngay sau đó, Tô Mặc Như lái xe đưa Tiêu Chính Văn đến một nhà hàng. Túy Tiên Lâu. Đây là nhà hàng tư nhân cao cấp nhất ở Tu Hà. Không phải cứ có tiền là có thể đến ăn ở đây, mà còn phải có thẻ VIP vàng của Túy Tiên Lâu nữa. Túy Tiên Lâu có quy định về hội viên rất nghiêm ngặt, chỉ có hội viên mới được đặt bàn trước. Không ngờ, người phụ nữ Tô Mặc Như này, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực đến vậy. Chẳng trách. Lần trước anh nghe nói cô ta là cháu gái của thần y nhà họ Tô ở tỉnh, nghĩ lại thân thế đúng là không hề tầm thường. Đồ nhà quê ở đâu đến, cút ra, đừng cản đường của ông đây. Đột nhiên, một tiếng trách mắng cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Chính Văn. Một tên danh vênh váo kiêu ngạo xuất hiện trước mặt, mồm miệng bẩn thỉu, tính tình gắt gỏng tệ hại. Tiêu Chính Văn chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn, tựa như nhìn một con chó, tố chất của hắn quá kém. Tên cuồng vọng đó mặc trên người toàn đồ hiệu, thấy Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt liếc hắn, hơn nữa bên cạnh kẻ quê mùa này còn có một người đẹp như tiên nữ, điều này khiến hắn rất khó chịu. Mình lái xe Maserati cũng chưa từng có được người đẹp như vậy, một kẻ quê mùa nghèo hèn lại có thể tìm được một bạn gái quyến rũ đến thế sao? Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Hắn nói bóng nói gió, thứ gì thế? Túy Tiên Lâu này là chỗ mà mày có thể đến à? Ăn mặc như nông dân vậy, chó khôn không cản đường, mau cút ra cho ông. Chương 398, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Bằng Vũ, không được hỗn láo. Đúng lúc này, một ông cụ vẻ mặt uy nghiêm nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt chống gậy bước xuống từ chiếc Bentley cách đó không xa. Theo sau là một nam một nữ ăn mặc lộng lẫy sang trọng. Ông nội, ông xem cái tên không có mắt này lại dám ngáng đường của ông. Cháu đang bảo hắn cút sang một bên. Tên nhà giàu ngông cuồng đó tức giận nói, hung dữ trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó bước đến đỡ ông cụ. Ánh mắt Tiêu Chính Văn hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu đổi lại là trước đây thì thằng danh trước mặt này đã nằm bẹp dưới đất rồi. Không được vô lễ, cháu đã quên trước đó ông dạy cháu thế nào rồi sao? Bước ra khỏi nhà thì phải khiêm tốn, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lẽ nào lần trước chưa dạy dỗ cháu đủ sao? Mau xin lỗi cậu này cho ông. Sắc mặt ông cụ hơi lạnh lùng, trầm giọng nói, cây gậy trong tay gõ mạnh xuống đất vài cái. Ông nội, cháu chỉ. Cậu ấm nhà giàu ngông cuồng đó lập tức cúi đầu xuống dường như rất sợ ông cụ trước mặt. Còn không mau xin lỗi. Ông cụ lại lạnh lùng nói. Tên đó cau mày, do dự chốc lát mới quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, mặt tỏ vẻ không phục. Cắn chặt răng nói, xin lỗi, lúc nãy là tôi vô lễ.
Dứt lời hắn không thèm quay đầu lại mà đứng sang một bên, đút hai tay vào túi quần, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ thù địch và tức giận. Chết tiệt! Mình mà lại phải xin lỗi một tên nghèo hèn như vậy à? Nếu bị truyền ra ngoài thì sau này Chu Bằng Vũ mình còn mặt mũi nào nữa? Chẳng phải sẽ bị mấy đứa bạn của mình cười chê sao? Cậu em, thật sự xin lỗi nhé, đều trách lão già này không nghiêm khắc dạy dỗ cháu khiến cậu chê cười rồi. Nếu cậu vẫn thấy không hài lòng thì cứ nói với tôi nhất định sẽ bảo cháu tôi xin lỗi cậu đàng hoàng. Ông cụ nở nụ cười hiền hậu. Tiêu Chính Văn thở dài, cũng không trách gì ông cụ rất hiểu lý lẽ này, anh thản nhiên cười nói, không sao đâu, giới trẻ bây giờ dễ tức giận là chuyện bình thường. Hừ, giả vờ cái quái gì, làm như bản thân mình bị oan ức lắm không bằng. Cậu ấm nhà giàu lạnh lùng hừ một tiếng, kết quả bị ông cụ trừng mắt liền hoảng sợ cúi đầu xuống. Tiêu Chính Văn cũng cười nhạt nhìn ông cụ, nhưng bỗng nhận ra sắc mặt ông cụ không ổn lắm. Mắt sưng, cơ thể suy nhược, nước da trắng bệch, đây đều là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm. Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ông cụ. Ông cụ cũng cảm thấy kỳ lạ, ngờ vực nhìn xung quanh. Chàng trai này làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy? Lẽ nào trên mặt mình có dính bẩn gì à? Cậu bạn, cậu đang nhìn gì vậy? Lẽ nào cậu còn biết xem tướng số nữa sao? Ông cụ cười hỏi. Tiêu Chính Văn lắc đầu rồi đột nhiên bước đến kéo cổ tay ông cụ bắt mạch, sau đó trầm giọng nói, ông cụ, tình trạng sức khỏe của ông không ổn lắm, chứng hư hàn, hôm nay không được uống rượu. Nếu không khí hàn trong người ông mà gặp rượu mạnh thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Mẹ kiếp, mày nói cái quái gì vậy? Ai cho phép mày ở đây nói năng bậy bạ? Hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của ông nội tao, thế mà mày lại dám nguyền rủa ông ấy xảy ra chuyện à? Mày không muốn sống nữa phải không? Chu Bằng Vũ nổi giận, bước lên chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng nhiếc. Ngay cả đôi nam nữ mặc quần áo sang trọng đứng sau ông cụ cũng tức giận mắng vài câu như chỉ muốn xé nát cái miệng độc ác của Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không cho là vậy. Tô Mặc Như ở bên cạnh cũng vội chạy đến kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói, anh đang làm gì vậy? Lễ mừng thọ 70 tuổi của người ta mà anh lại nói mấy lời này, có phải là cố ý muốn làm khó họ không? Thế nhưng Tô Mặc Như quả thật cũng nhìn ra gì đó, nước da của ông cụ trước mặt không tốt, rõ ràng là đang mệt mỏi, môi tím tái, mắt đục ngầu đầy tơ máu, là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm, đúng là không nên uống rượu nhiều. Tiêu Chính Văn khuyên nhủ, ông cụ, tôi không biết xem tướng nhưng biết chút y thuật, có tin hay không tùy ông. Nhưng hôm nay ông không nên uống rượu, tốt nhất là đừng uống một giọt nào, nếu không. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, Tiêu Chính Văn nghĩ như vậy. Anh không nói cặn kẽ nhưng có lẽ ẩn ý đã rõ ràng rồi. Câm miệng, mẹ kiếp, mày còn ở đó ăn nói bậy bạ à? Cút, nếu còn không cút, ông đây gọi người đến đánh gãy chân mày đấy. Chu Bằng Vũ cực kỳ tức giận, dứt lời hắn xắn tay áo lên định nhào vào đánh. Ông cụ Chu ngăn hắn lại, nhướng mày nhìn bóng lưng rời đi của hai người Tiêu Chính Văn. Chương 399, hai nữ thần. Sức khỏe bản thân như thế nào tự cụ ấy biết rõ, nhưng cụ ấy không tin trên thế giới này còn có người quyết định được sống chết. Đó là chuyện của Diêm Vương, không phải chuyện mà người phàm trần thế tục như họ có thể làm được. Thế nhưng mấy ngày gần đây sức khỏe của cụ ấy quả thật hơi giảm sút. Tìm mấy bác sĩ danh tiếng đến mà cũng không chẩn đoán được bệnh. Thế nên ông cụ Chu nghĩ nhân ngày vui mừng thọ 70 tuổi này để vui vẻ một hồi. Đây là truyền thống văn hóa đặc biệt của Hương Giang quê nhà họ. Ông nội, ông đừng nghe anh ta nói bậy, anh ta chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Cháu lập tức bảo người đi dạy dỗ anh ta một trận. Chu Bằng Vũ hung dữ nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn. Được rồi, kệ cậu ấy đi. Ông cụ Chu xua tay, cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ thầm ghi nhớ gương mặt của Tiêu Chính Văn mà thôi. Mà bên này, quả nhiên anh biết y thuật, lúc này sắc mặt ông cụ đó rất kém, là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm. Lúc này Tô Mặc Như khoanh tay trước ngực, tò mò nhìn Tiêu Chính Văn. Y thuật của tên này không hề kém cỏi. Không thua mình. Chỉ cần liếc mắt là có thể bình tĩnh nói ông cụ đó không nên uống rượu. Không có mấy năm hành nghề y thì sẽ không nhìn ra được. Tiêu Chính Văn nhún vai, cũng không giải thích gì thêm. Mặc Như,
Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đi đến, vẫy tay với Tiêu Chính Văn và Tô Như Mặc. Cô ta mặc váy dài màu đen, tóc xõa xuống, đường nét gương mặt tinh xảo, làn da trắng mịn, cũng rất giống học sinh trung học, thuộc kiểu nữ thần chụp hình đường phố. Nhất là ba vòng của cô ta, chỗ cần lồi thì lồi cần lõm vẫn lõm, ngực rung lên vì chạy khiến người ra không thể không chuyển rời ánh mắt. Còn có đôi chân thon dài, thẳng tắp, đường nét cân đối như được vẽ nên. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp này là một người quen, xét về diện mạo và khí chất đều không hề kém cạnh Tô Mặc Như. Chị Lập Hàm. Tô Mặc Như vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy người phụ nữ đang đi tới. Cuối cùng cũng gặp được em rồi, đến Tu Hà cũng không nói với chị trước một tiếng. Người phụ nữ đó nở nụ cười dịu dàng, âu yếm vuốt ve mái tóc của Tô Mặc Như. Anh ta là... Bỗng nhiên cô ta tò mò hỏi khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đứng một bên. Anh ta à, anh ta là bạn em mới quen. Tô Mặc Như giới thiệu anh, còn liên tục nhảy mắt ra hiệu cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu. Bạn ư? Người phụ nữ đó sững sờ, đánh giá nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó cô ta mỉm cười giơ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra nói, chào anh, tôi là Lâm Lập Hàm, chị họ của Mặc Như. Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bắt tay với cô ta nhưng buông ra rất nhanh. Mặc Như, em quen bạn trai lúc nào vậy, sao chị không biết? Lâm Lập Hàm nhìn Tô Mặc Như nói đùa. Ôi, còn chẳng phải là không kịp nói với chị sao? Dù sao bây giờ hai người cũng biết nhau rồi đấy, cũng không muộn mà. Tô Mặc Như buông tay Tiêu Chính Văn ra, rồi lại ôm cánh tay Lâm Lập Hàm làm nũng. 10 phút sau. Trong phòng bao của Túy Tiên Lâu, Tô Mặc Như khoác lên cánh tay Tiêu Chính Văn xếp hàng vào trong với Lâm Lập Hàm. Mặc Như, bên này. Vừa bước vào thì nghe thấy có người gọi tên Tô Mặc Như. Tô Mặc Như nhìn theo tiếng gọi, phòng bao rộng lớn đã có 7-8 người trong đó. Người gọi Tô Mặc Như không ai khác chính là Lục Chi Hàng lúc trước vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Tất nhiên Lục Chi Hàng cũng nhìn thấy Tiêu Chính Văn bên cạnh Tô Mặc Như. Hơn nữa còn để ý Tô Mặc Như khoác tay Tiêu Chính Văn đi vào trong. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ hai người? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiêu Chính Văn cũng nhìn thấy Lục Chi Hàng, mỉm cười với hắn. Nhưng trong mắt Lục Chi Hàng, nụ cười này chính là sự chế giễu và khoe khoang. Hắn tức giận nhìn Tô Mặc Như và Tiêu Chính Văn ngồi cạnh nhau, sau đó bực bội uống cạn ly rượu trên bàn. Thiếu gia Lục, làm sao vậy? Tôi thấy hình như tiểu thư Tô không thèm để ý đến anh. Một cậu ấm nhà giàu ngồi cạnh Lục Chi Hàng tò mò lên tiếng hỏi. Cậu bớt lo chuyện của tôi đi. Lục Chi Hàng vốn đã không vui, lúc này tất nhiên tâm trạng cực tệ. Chương 400, không nể mặt à. Lúc này trong phòng bao đã có hơn 10 người, đều là các nam thanh niên và cô gái đầy sức sống, xinh đẹp, ăn mặc cũng khá sang trọng, cùng trò chuyện vui đùa, bầu không khí khá hài hòa. Nhưng sự hài hòa này quá nửa là giả tạo. Không ít nam thanh niên chú ý đến các cô gái không có bạn nam nào đi cùng ở trong phòng. Nhiều cô gái lả lơi liếc mắt đưa tình quyến rũ các nam thanh niên ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền. Tóm lại người trong phòng bao đều là vài công tử, tiểu thư nhà giàu, cũng có không ít trà xanh và hải vương. Mặc Như, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mọi người đợi cậu nãy giờ rồi. Thấy Tô Mặc Như đến. Một cô gái trạc tuổi cô ấy đứng dậy gọi, trên gương mặt nở nụ cười tươi tắn. Vẻ ngoài này có thể đánh giá 6-7 điểm nhưng so với Tô Mặc Như và Lâm Lập Hàm thì hiển nhiên ngoại hình của cô ta kém xa. Thế nhưng cô ta ăn mặc lộng lẫy, trang điểm khá đậm, mặc một áo crop top màu đỏ, khe ngực lộ ra bầu ngực tuyết trắng, chân mang tất lưới. Đây là Triệu Mộng Liên, người Tu Hà, bạn đại học của tôi. Lần tụ họp này là do cậu ấy tổ chức. Bọn tôi đã hơn một năm chưa gặp nhau rồi. Tô Mặc Như cười nhạt, giới thiệu cô ta với Tiêu Chính Văn và Lâm Lập Hàm. Nhưng Triệu Mộng Liên đó không thèm liếc nhìn Tiêu Chính Văn mà nhìn Lâm Lập Hàm, cười hỏi, Mặc Như, đây là chị họ của cậu à? Ôi, đúng xinh thật, gen nhà cậu tốt thật đấy. Mình sắp trở thành người làm phông nền cho các cậu rồi. Triệu Mộng Liên vừa cười nói vừa đi đến trước mặt Tô Mặc Như. Kéo tay cô ấy bắt đầu giới thiệu với những người khác trong phòng bao, mọi người yên lặng chút nào,
tôi giới thiệu với mọi người đây chính là sinh viên giỏi kiêm hoa khôi của trường Đại học Y khoa tỉnh Tô Mặc Như, cũng là viên ngọc quý của nhà họ Tô gia tộc hành nghề y ở tỉnh. Thế nào, có phải rất xinh không? Ai chưa có bạn gái, tối nay có thể nắm lấy cơ hội này. Triệu Mộng Liên nói nửa đùa nửa thật, đồng thời giới thiệu, còn đây là chị họ của Tô Mặc Như, cũng là nữ thần hàng thật giá thật. Cô ta nói xong, Lâm Lập Hàm hơi cúi người cười nói, chào mọi người, tôi là Lâm Lập Hàm. Lúc nói, cô ta nở nụ cười ngọt ngào khiến bao nam thanh niên say như điếu đổ. Đẹp quá! Nữ thần! Mọi người cũng đồng loạt đứng lên, chân thành nở nụ cười và chào hỏi nhiệt tình. Chào mọi người, tôi là Tô Mặc Như. Tô Mặc Như cũng hơi cúi người tự giới thiệu, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn đằng sau nói, còn đây là người bạn tôi mới quen ở Tu Hà, Tiêu Chính Văn. Mọi người chỉ khẽ gật đầu, không thèm liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không muốn giao lưu gì với đám người này, anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Tô Mặc Như. Nhưng vừa ngồi xuống, anh đã cảm nhận được các nam thanh niên trong phòng bao đều nhìn về phía mình với ánh mắt không vui, không thiện cảm xen lẫn chút tò mò. Lúc này, những nam thanh niên vốn dĩ đang trò cười vui vẻ với các cô gái khác trong phòng cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Mặc Như tự giới thiệu bản thân. Cô Tô, tôi là Hồ Chí Bằng, trước đây từng nghe Mộng Liên nhắc đến cô, không ngờ người thật lại xinh đẹp như vậy. Cô Tô, tôi là Tiết Thiệu Bạch, nhà kinh doanh dược liệu, sau này còn nhờ cậy vào cô Tô nhiều. Tôi là Dương Tu, là đàn em khóa dưới của chị, trước đây từng thấy ảnh của chị trong trường. Những người tự giới thiệu đó đều là thiếu gia nhà giàu ở Tu Hà, ai ai cũng mặc đồ vest chỉnh tề, nở nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng ai tinh mắt cũng nhận ra những người này đều mang tâm tư khác nhau. Cô Tô, tôi mời cô một ly, tôi là Hàn Khắc Sảng, cũng là người ở tỉnh. Nghe danh tiểu thư nhà họ Tô Tô Mặc Như đã lâu, nay lần đầu tiên gặp mặt, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ vest, tóc tai bóng láng, ăn mặc rất quý phái chậm rãi đứng dậy, tay cầm một ly rượu. Ánh mắt hắn tràn đầy cảm giác săn bắt con mồi, không hề che giấu sự mến mộ của mình với Tô Mặc Như và ánh mắt rực lửa nhìn Lâm Lập Hàm. Người đàn ông này có vẻ ngoài nhã nhặn, khuôn mặt thư sinh, mày kiếm, mũi cao, da trắng, là một thiếu gia điển hình. Cử chỉ hành động của hắn cũng có cảm giác được giáo dục khá khắt khe. Nhất là lúc nhìn Tô Mặc Như và Lâm Lập Hàm, trong mắt còn ẩn chứa dục vọng khác nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười lịch sự nâng ly lên, sau đó ngửa đầu uống cạn. Tô Mặc Như hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn Hàn Khắc Sảng. Cô không quen với người đàn ông trước mặt. Mặc Như, đừng ngây người ra đó nữa. Thiếu gia Hàn đã mời rượu cậu, cậu còn không mau uống một ly đi. Thiếu gia Hàn là một trong bốn thiếu gia ở tỉnh, là một tài năng trẻ tuổi hô mưa gọi gió. Lần này... anh ấy đặc biệt đến Tu Hà để gặp cậu đấy. Triệu Mộng Liên kích động kéo tay Tô Mặc Như, thật ra cô ta rất ghen tị với Tô Mặc Như. Người này là một trong bốn thiếu gia ở tỉnh, lịch sự nhã nhặn, giàu có lắm tiền. Là bạch mã hoàng tử trong mộng của bao cô gái. Nếu có thể, Triệu Mộng Liên cũng muốn tới gần hắn. Nhưng thiếu gia Hàn không có hứng thú với cô ta mà chỉ có cảm giác với Tô Mặc Như. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn Triệu Mộng Liên bên cạnh Tô Mặc Như. Anh cứ có cảm giác người phụ nữ này không hề đơn giản, hơi nghi ngờ về việc mai mối Tô Mặc Như và thiếu gia Hàn. Lúc này, Lục Chi Hàng ngồi trong góc một mình buồn bực uống rượu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn rất thích Tô Mặc Như, đáng tiếc vất vả chạy từ tỉnh đến Tu Hà nhưng lúc này hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Mặc Như bị người đàn ông khác xem như con mồi, còn mình lại không thể bảo vệ được cho cô ấy. Hàn Khắc Sảng là thiếu gia nhà họ Hàn ở tỉnh, Lục Chi Hàng không dám chọc vào hắn. Thiếu gia Hàn, tối nay anh có gì đó không đúng lắm thì phải. Chẳng phải anh vẫn luôn thích Tô Mặc Như sao? Bây giờ Hàn Khắc Sảng có vẻ thích Tô Mặc Như, sao anh không thể hiện chút gì vậy, lẽ nào bỏ cuộc rồi à? Lúc này một cậu ấm nhà giàu bên cạnh Lục Chi Hàng vui đùa hỏi. Câm miệng! Từ sau khi Tô Mặc Như bước vào phòng, Lục Chi Hàng cứ buồn bực. Lúc này đã uống hơi nhiều, lạnh lùng nói anh thì biết cái gì. Anh cũng không nhìn xem người ngồi cạnh Tô Mặc Như là ai. Hàn Khắc Sảng đó có ý với Tô Mặc Như, tôi sợ lát nữa anh ta sẽ bỏ ra ngoài thôi. Cậu ấm nhà giàu đó mờ mịt, khó hiểu quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
mà từ lúc Hàn Khắc Sảng tỏ rõ có ý với Tô Mặc Như, những nam thanh niên trước đó vừa xung xoe với Tô Mặc Như cũng biết điều lặng lẽ ngồi về lại chỗ của mình. Họ đều biết mình không thể có được người phụ nữ mà Hàn Khắc Sảng thích. Dám giành phụ nữ với Hàn Khắc Sảng thì đúng là không muốn sống nữa rồi. Các cô gái khác trong phòng bao cũng đố kỵ nhìn Tô Mặc Như chằm chằm. Họ đều có ý với Hàn Khắc Sảng nhưng hắn lại chẳng hề liếc mắt với họ lấy một cái. Tiêu Chính Văn ngồi trong góc khẽ cười, lạnh lùng lắc đầu. Sao anh lại không nhìn ra tâm tư của Hàn Khắc Sảng này được chứ? Buổi tụ họp hôm nay cũng khá thú vị đấy. Lúc này Tô Mặc Như cũng áy náy nói, thật xin lỗi, tôi không thể uống rượu, lấy trà thay rượu nhé. Cô vừa dứt lời, Triệu Mộng Liên tức giận nói, Mặc Như, sao cậu có thể lấy trà thay rượu được chứ? Thiếu gia Hàn mời cậu rượu đã là phúc lớn của cậu rồi. Hơn nữa, uống một chút cũng có sao đâu, mình khó khăn lắm mới tổ chức buổi tụ họp này, cậu như vậy là không nể mặt mình chứ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.